chương 600, người cuối cùng. A, à, Đông Phương Thần Huy rú thảm, kinh người lôi đình chi lực mãnh liệt đánh vào trong cơ thể của hắn, xương cốt, nội tạng bị cuồng bạo lôi đình chi lực oanh kích nghiền nát, da thịt bắn tung tóe. Bành, toàn bộ người bị to lớn sấm sét năng lượng dũng mãnh vào chống bạo, hóa thành cho tàn, chỉ có một khối tản ra nguyên đan bát trọng năng lượng kim sắc nguyên đan lơ lửng ở trên hư không. Đông Phương Thần Huy, thần hình câu diệt, Khương Phong, Phương Ngộ, Dược Xuyên, trên mặt đều nổi lên vẻ khiếp sợ, nhìn qua hóa thành cho bội Đông Phương Thần Huy chừng lớn mắt. Đông Phương Thần Huy đã chết, Mục Phong vừa rồi sử dụng là trận pháp. Khương Phong khiếp sợ nói ra, ra hỏa này, vậy mà dùng đạo văn tổ hợp ra trận pháp. Vừa rồi trận pháp kêu uy lực, không kém ba trên bậc phẩm trận pháp đi. Phương Ngộ dùng động nói ra, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, không dám tin. Quái vật, ba ngày thời gian, dùng đạo văn đã đã sáng tạo ra trận pháp. Dược xuyên cũng không lời, quá đả kích bàn tử rồi. Ngộ tính của tiểu gia hỏa này thật là kinh người a. À. Thanh Hổ Phù Khôi nhìn qua Mục Phong, cũng nhiều thêm một tia ý tán thưởng. Người khác tại Lĩnh Ngộ Linh Văn, hắn Lĩnh Ngộ Tam giai Nguyên Văn, chính mình đã sáng tạo ra nguyên trận, cái này thật đúng là không phải người bình thường dám thử. Đơn thể Linh Văn công kích tự nhiên không bằng tổ hợp thành hệ thống đích thực trận pháp. Mục Phong đánh chết Đông Phương Thần Huy, cũng khôi phục bình thường hình thái, mà lúc này, toàn bộ tinh không trên đạo tràng quang mang chấp động, xây dựng tinh không đạo văn biến mất không thấy gì nữa lại khôi phục đã thành quảng trường bộ dáng ha ha mục huynh chúc mừng chúc mừng phương ngộ cùng dược xuyên bay qua đối với mục phong ôm quyền chúc mừng khương phong sắc mặt âm trầm mục phong kiên trì tới cuối cùng không phải là có nghĩa là hắn lấy được truyền thừa của thu vũ tông sư sao đây tuyệt không phải là hắn muốn nhìn thấy kết quả mục phong cũng lộ ra dáng tươi cười có thể kiên trì đến cuối cùng nhất thật là không dễ dàng mục phong người lưu lại còn những người khác rời khỏi thu vũ đạo cung Lúc này, thanh hổ chậm rãi tiến lên nói ra, hắc hắc, cái kia hổ tiền bối, ngươi xem, chúng ta cũng thật vất vả kiên trì tới hiện tại, như thế nào một điểm tỏ vẻ đều không có theo đuổi chúng ta đi, đây cũng quá cái kia gì a? À? Dược xuyên hèn mọn bị ổi cười cười, xoa xoa tay hướng thanh hổ ti tiện cười nói. Há, ngươi muốn cái gì tỏ vẻ? Thanh hổ trêu tức cười nói, cái kia cái gì, vãn bối cũng nghiêm chỉnh phải nhiều, như thế nào linh khí đến bảy tám kiệt, linh văn quyển trục đến mấy đánh, linh đan diệu dược tại đến 10 bình A. Dược xuyên vừa thấy có hy vọng, tiến lên lấy buồn cười nói. Những người khác nghe vậy không còn gì để nói, này con bà nó còn gọi xin lỗi muốn nhiều hơn A. Bàn tử này cũng quá vô sỉ chút đi, thực là tham lam tiểu tử, các người có thể tới nơi này khảo hạch một cuộc, đối với các ngươi sau này phát triển mà nói, đã là to lớn cơ duyên, linh khí linh văn quyển trục linh đan ta không, có một cái hổ chảo, người muốn không muốn A. Thanh hổ nâng lên hổ trường, phía trên móng vuốt sắc bén quấn quanh khí thức kinh khủng phù quang đây vãn bối cũng không cần tiền bối vẫn là mình giữ đi dược xuyên cười khan một tiếng rụt cổ một cái thanh hổ trưởng vung lên một cỗ lực lượng cường đại bao bọc phương ngộ dược xuyên khương phong ba người đuổi theo ra thu vũ đạo cung hóa thành ba luồng sáng lấp lánh bắn ra mục huynh người phải thu vũ bảo tàng cũng không thể như này hổ tiền bối như vậy gõ cửa a ba người bị cuốn ra thu vũ đạo cung thanh âm của Dược Xuyên còn quanh quẩn mà tới. Bành, a, à, sau đó chỉ nghe một tiếng bàn tử tiếng kêu thảm thiết, 200 cân thân hình hung hăng rơi đập ở bên ngoài ngọc trên bậc thang đá. Mau nhìn, có người bay ra ngoài, mà chờ ở bên ngoài mấy ngày mọi người, gặp ba đạo nhân ảnh bay ra hoảng sợ nói. Là Dược Sư Điện Dược Xuyên, Văn Sư Điện Phương Ngộ cùng Khương Phong Khương ra. Làm sao lại ba người bọn họ đi ra, Đông Phương Thần Huy Đông Phương ra ta chứ? Mọi người kinh dị, nhìn qua dược xuyên hung hăng nện rơi trên đất, có chút vô cùng thê thảm, mà phương mộ cùng Khương Phong đều là bị tống suốt vững vàng rơi xuống đất. vl không, đại gia, bụng giả dạ hẹp hòi gõ cửa hồ, bàn tử mặt nằm hôn môi ôm đại địa, run rẩy lúc giữa chửi nhỏ nói ra. Khương Phong đại ca, các ngươi sao lại ra làm gì, như thế nào, được thu vũ bảo tàng sao? Khương ra một đám người vội vàng vây lại, hưng phấn hỏi. Khương Phong sắc mặt âm trầm, lắc đầu, Khương ra người một hồi thất vọng. Khương Phong, đông phương gia ta thần huy công tử chứ lúc này đông phương gia tộc một đám người đi tới có người hỏi khương phong trong mắt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói đông phương thần huy đã bị mục phong đánh chết cái gì người của đông phương gia tộc nghe vậy biến sắc không dám tin có người tức giận hỏi có thể là mục phong kia của văn sư điện khương phong nhẹ gật đầu trong đông phương gia tộc các cường giả nghe vậy giận dữ sát khí đằng đằng chu hưng công tử chu gia ta kia chứ chu gia có nhân mã tới đây âm trầm hỏi Chu Hưng cũng bị Mục Phong giết. Mục Phong thông qua được khảo hạch kiên trì tới cuối cùng, hiện tại đang ở bên trong thu hoạch truyền thừa của Thu Vũ Tông sư đây. Khương Phong nói xong, mọi người vừa sợ vừa giận. Những người khác một hồi xôn xao, nghị luận lên tiếng. Mục Phong vậy mà thông qua được khảo hạch, đắc đạo truyền thừa của Thu Vũ Tông sư. Gia hỏa này như thế nào như vậy cơ duyên tốt, bởi như vậy tương lai phan sư điện chỉ sợ thế lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng a. À. Thu Vũ truyền thừa thật sự là gia hỏa rất may mắn hiện trường lập tức sôi trào, Mục Phong sẽ được truyền thừa, việc này trong đám người truyền ra, không biết dẫn được bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét. Làm sao có thể, Mục Phong tiểu tử kia, vậy mà đã nhận được thu vũ tông sư truyền thừa. Thiết khiếu sắc mặt khiếp sợ, không dám tin, đồng thời, một cỗ ghen tị lửa giận lại quét sạch chạy lên não. Đây chính là Chu Vũ Vương Triều trong lịch sử văn đạo sư đệ nhất nhân A, truyền thừa của hắn, không biết lại để cho bao nhiêu người điên cuồng, hôm nay nhưng là để cho Mục Phong đã nhận được dựa vào cái gì bằng chỗ tốt gì đều là tiểu tử này được ta không phục ta không phục a à. thiết khiếu nắm chắc nắm đấm nghiến răng nghiến lợi ánh mắt lạnh như băng thiếu ra mục phong nếu là trong văn sư điện chúng ta người chúng ta sao không như vậy một văn sư điện cường giả tại thiết khiếu bên tai nói nhỏ thiết khiếu nghe vậy trong mắt tinh mang chấp động lộ ra một nụ cười âm lãnh nói chủ ý này không tệ bởi như vậy đến lúc đó cái kia truyền thừa có thể đã là của ta mục phong hắn không dám không giao Mục Phong, ta biết ngay người có thể làm. Cát Minh Tuyết nhìn qua huy hoàng thu vũ đạo cung khổng lồ, trong lòng cũng vì Mục Phong cảm thấy cao hứng. Mục Phong, trong đám người, có mấy bóng người bao phủ áo đen, trong đôi mắt lộ ra sát cơ lạnh như băng. Mà ở số trận trăm người ngựa, thế lực khắp nơi, giờ phút này lại vẫn không ly khai, vẫn như cũ lưu tại thu vũ đạo cung này phía trước, tâm tư dị biệt, trong mắt rất nhiều người đều lộ ra tham lam ánh mắt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, xem ra, mục huynh đệ này truyền thừa, không có tốt như vậy được. Phương ngộ tự nhiên cũng cảm thụ được mọi người biết được mục phong sẽ phải truyền thừa sau một ít ưu tư cùng mặt biến sắc hóa, trong lòng than thở một tiếng. Từ xưa tham lam là nhân tâm, bảo tàng của thu vũ tông sư, thu dấu bốn đạo văn điển, hạng gì mê người cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 601, Vương Triều Chuyện Cũ mục phong nhìn qua ba người bị đưa ra thu vũ đạo cung còn không biết khương phong bên ngoài buổi nói chuyện liền vì hắn trêu chọc bao nhiêu phiền toái cùng ghen ghét tiểu tử không tệ lá gan rất lớn nha ba ngày ngươi liền dám thử nghiệm chính mình sáng lập trận pháp thanh hổ nhìn qua mục phong miệng nói tiếng người dù sao cũng phải có thử nghiệm cùng khiêu chiến mới có tiến bộ không phải là mục phong khiêm tốn cười cười đối với thanh hổ này khẽ khom người thi lễ ừ không sai điều này cũng hoàn toàn đã chứng minh đạo của ngươi sư thiên phú không tệ người trẻ tuổi phải dám thử nghiệm cùng khiêu chiến thanh hổ có chút tán thưởng nhìn qua mục phong coi như hài lòng gật đầu một cái mục phong một đường biểu hiện nó cũng để ở trong mắt liền lúc trước cửa thứ nhất biểu hiện không sợ sinh tử khí khái cùng kiên định đạo tâm không nói cái kia một phen cũng để cho thanh hổ lúc ấy đối với hắn có chút lau mắt mà nhìn vẫn đối với mục phong tăng thêm chút chú ý biểu hiện của mục phong cũng quả nhiên không có để cho hắn thất vọng cuối cùng tới sát người cuối cùng. Tiền bối liêu khen, mục phong nhìn qua thanh hổ cũng không dám sợ ý, trước mắt chi hổ, mặc dù là phù khôi thân thể, bất quá thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép nháy mắt giết hắn. Đây là sự thật, người có thể lưu đến cuối cùng nhất, đủ để chứng minh thiên phú và tiềm lực của ngươi, bất quá tu đồ dài rằng dặc người trẻ tuổi cuồng vọng lúc làm bá đạo tuyệt luân, vừa làm khiêm tốn hiếu học, tóm lại, chúc mừng ngươi, thông qua được chủ nhân của ta lưu lại khảo hạch, kể từ hôm nay, đem ngươi là thu vũ đạo cung mới truyền nhân, kế thừa thu vũ tông sư y bát. Thanh hổ thần sắc cũng nghiêm túc lại nói ra, mục phong nghe vậy có chút kích động, rốt cuộc thông qua được toàn bộ khảo hạch, có thể được trong truyền thuyết thu vũ bảo tàng sao. Thu vũ tông sư này văn đạo tu vi, mục phong mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, bất quá gặp kia lưu lại những đạo văn này cùng thủ đoạn, liền có thể thấy được thần thông quảng đại, tuyệt đối là mục phong tiếp xúc bên ngoài hy nguyệt, chứng kiến cường đại nhất một người. Hiện tại ta dẫn người đi gặp chủ nhân, người cùng ta đến. Thanh Hổ quay người nói ra, Mục Phong nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải đi gặp Thu Vũ Tông Sư, chẳng lẽ Thu Vũ Tông Sư cũng không có vẫn lạc. Còn sống, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua rời đi Thanh Hổ, bất quá Thanh Hổ cũng không có giải thích cái gì, mà là dẫn tới trước đường. Mục Phong vội vàng bước nhanh đuổi kịp, một đường cung điện tòa nhà, đình đài hòn non bộ, trong cung phong cảnh như vẽ, bố cục tuyệt diệu, cùng nhau đi tới, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Không bao lâu, Mục Phong đi theo Thanh Hổ đi vào nội bộ thu vũ đạo cung, một tòa cung điện trước đó. Cung điện này toàn thân kim bích huy hoàng, thi công đại khí, tọa lạc trong thu vũ đạo cung tâm. Bước lên ngọc bậc thang, theo Thanh Hổ tiến vào một phe này trong cung điện. Này bên trong cung điện, bất ngờ là một chỗ tinh không trận pháp, đạo văn hình thành ngôi sao sáng chói, phát ra ánh sáng chói lọi, thật là đẹp luôn phiên mỹ huyễn. Mà ở dưới trời sao, có một phe tản ra nồng đậm tinh thần chi lực màu tím ngọc đài, phía trên khoanh chân ngồi lấy một vị dâu bạc trắng tóc trắng ông lão. Người này khoanh chân ngồi màu tím ngọc đài, cả người đạo bào màu trắng, trên có tinh quang làm đẹp, hạc phát đồng nhan, tuyết trắng mái tóc dài kéo thành phát quan, hai con người híp lại, làn da non mịt, càng dưới lưu thước dài dâu bạc trắng, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt. Chủ nhân, thanh hổ trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, trong đôi mắt, toát ra nhẹ nhẹ buồn bã sắc. Mục phong thần sắc cứng lại, cái này là thu vô tông sư sao. Sau đó mục phong ôm quyền, chín người độ cúi đầu hạ thấp người, cung kính nói, vãn bối văn sư điện đệ tử Mục Phong, bái kiến thu vũ tiền bối. Phía trên chi nhân không có một điểm trả lời, để cho Mục Phong có chút lúng túng, thanh hổ đứng người lên, thu hồi đau thương, nói, người đứng dậy đi, chủ nhân sớm vào ngàn năm trước đã vẫn lạc. Mục Phong nghe vậy ngồi dậy, một hồi kinh ngạc, thu vũ tông sư kia, cũng chỉ là một cỗ chết đi thân thể. Bất quá hắn đích xác không có cảm nhận được đối phương bất kỳ khí tức gì mục phong nghe vậy sau đó trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất vung lên áo bào cung kính quỳ lạy ba lễ tỏ vẻ đối với người chết tiền bối tôn kính thanh hổ gặp một màn này ám tự mãn ý nhẹ gật đầu mục phong sau khi hành lễ đứng dậy không nói một lời thanh hổ nhìn qua thu vũ tông sư thân thể ánh mắt thâm sâu nói ngàn năm trước chu vũ vương triều bị một cỗ cường đại thế lực xâm lấn chu gia vương triều giữa đêm cường giả vẫn lạc vô số chu vũ vương cũng bởi vì trận chiến ấy mà chết chủ nhân thân là Chu Vũ Vương Triều Văn Đạo Sư thứ một, cùng địch quân một tên kẻ địch mạnh mẽ giao thủ, cuối cùng người bị không chỉ trọng thương vẫn lạc, thân thể của ta cũng tại một trận chiến kia trong chịu chí mạng tổn thương, chủ nhân tại hấp hối sắp chết cho ta luyện chế ra đủ này lạnh như băng khôi thân. Bảo vệ ta nguyên hồn bất diệt, bất quá chính hắn nhưng là đã tiêu hao hết tất cả tinh lực và hóa ở nơi này. Mà ta thủ hộ thu vũ đạo cung, tại linh văn này thí luyện chi địa, trăm năm vừa hiện, là chủ nhân chọn lựa phù hợp kế thừa y bắt đệ tử, ngươi là bài danh thứ năm thông qua khảo hạch tới chỗ này khảo hạch đệ tử mục phong nghe vậy lộ ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tới chu vũ vương triều vẫn còn có như vậy một đoạn lịch sử đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi hôm nay chu vũ vương triều ra sao cảnh tượng thanh hổ hỏi hôm nay chu vũ vương triều phân tám châu bách ra tranh hùng khắp nơi thế lực vương người cắt cứ một phương hướng võ làn gió cường thịnh đông đảo cường giả mục phong nói ra tám châu ha ha ngươi cũng biết đã từng là Chu Vũ Vương Triều có bao nhiêu địa vực. Tổng cộng 18 châu, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chỉ còn lại có 8 châu thiên hạ, thật sự là thật đáng buồn. Thanh hổ thở dài, 18 châu, Mục Phong nghe vậy trong nội tâm chấn kinh rồi, hôm nay là cái kia 8 châu. Thanh hổ lại hỏi, Mục Châu, Thanh Châu, Hoang Châu, U Châu, Trung Châu, Giang Châu, Đông Châu. Mục Phong nói ra, ai, quả là thế, này 8 châu, đúng là Chu Vũ Vương Triều đã từng rất cằn cỗi 8 châu. Thanh Hổ lại là thở dài, nói, đã từng là Chu Vũ Vương Triều, địa vực rộng lớn, là Thiên Vũ Đại Lục, Bắc Võ địa bàn 6 đại vương triều một trong, huy hoàng vô cùng, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, võ đạo vương giả phần đông, khi đó mới là Bách gia Bách vương đua tiếng, hôm nay vậy mà cô đơn thành như vậy phong cảnh. Thanh Hổ lời nói trong đau buồn tịch, Mục Phong không thật là có thể nhận thức, cuối cùng hắn chưa từng gặp qua Chu Vũ Vương Triều thịnh thế cục diện. Không nói những thứ này, đều là một ít chuyện cũ năm xưa, đi thôi, ta dẫn người đi kế thừa thu vũ tông sư văn nói, thu dấu văn điển. Thanh hổ một mình nhớ lại quá khứ, sau đó thu lại tâm tình nói với Mục Phong, lại đã đi ra tòa cung điện này, đóng lại cửa điện. Thu dấu văn điển, trong lòng Mục Phong có chút kích động, so sánh với cái gì kia vương triều chuyện xưa, hắn quan tâm hay vẫn là này ở bên ngoài bị văn đạo sư truyền đi thần hồ kỳ kỹ thu dấu bốn đạo văn điển. Trong lúc này bao hàm thu vũ tông sư suốt đời nơi cất dấu đạo văn, linh văn, là tất cả văn đạo sư Chu Vũ Vương Triều tha thiết ước mơ văn đạo bảo điển. Thanh Hổ mang theo Mục Phong đi tới một tòa khác trong đại điện. Tiến vào tòa đại điện này, Mục Phong cũng bị hình ảnh trước mắt rung động thật sâu. Chỉ thấy trong tòa đại điện này, từng đạo khí thức huyền ảo đạo văn ngưng tụ thành ngôi sao, số lượng nhiều, lấy ngàn mà tính. Bằng tê không, mà những đạo văn này tinh thể bất đồng tinh không trong đạo tràng ở bên trong, không có có một đạo tản ra khí thức yếu qua linh dai. Thanh hổ vỗ đại địa, một cỗ đạo văn dũng mãnh vào hư không, chỉ thấy quần tinh phát ra đạo văn hào quang, sáng chói vô cùng, mấy nghìn tinh thể phát ra sức mạnh to lớn, đạo văn sen lẫn hội tụ ở trong đại điện, ngưng tụ thành một quyển sách thật dày. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, phúc tạp bỏ niêm phong, đa tạ hai vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 602, Thu Vũ Văn Điển. Cuốn sách này tịch toàn thân tử sắc, dày có một thước, phát ra nhàn nhạt tinh quang, rơi vào mục phong trên bàn tay, sách phong phía trên thình lình có bốn cái tử kim chữ lớn thu dấu tứ đạo, đây chính là thu dấu văn điển, thu vũ tông sư suốt đời cất giữ sao? mục phong trong lòng kích động, mà sát quyển sách này, cuốn sách này cũng không phải là trang giấy, mà là năng lượng ngưng tụ hình thành, là từ mấy ngàn chủng linh văn lực lượng xen lẫn hình thành, tích nhập máu tươi. về sau bản này văn điển sẽ là của ngươi, kiện hàng về sau chính ngươi tìm kiếm đạo đạo văn cảm mộ sáng lập đạo văn, đều có thể ghi lại ở người bản này văn điển phía trên. Thanh Hổ nói, Mục Phong nghe vậy, vội vàng nhỏ vào một giọt máu tươi, cái này máu tươi nhỏ vào văn điển bên trong, văn điển quang mang chấp động. Mục Phong tâm niệm vừa động, cái này văn điển hóa thành một đạo phù quang, xuất vào Mục Phong đan điền, đắm chìm hiển hóa tại Mục Phong trong đan điền, phát ra yếu ớt phù quang. Cái này văn điển lại còn có thể thu nhập thể nội. Mục Phong kinh hỉ nói, đây là tự nhiên, cái này văn điển bản thân cũng coi là linh khí, bất quá chỉ có ghi chép cất giữ đạo văn năng lực." Thanh Hồ cười nói, Mục Phong bàn tay một đám, cái này văn điển lại một lần nữa hóa thành phù quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mục Phong linh hồn lực tràn vào cái này văn điển bên trong, lập tức ý thức đi tới một cái ngôi sao không gian, không gian này bên trong, thình lình có từng đạo linh văn tinh thể, số lượng nhiều, cùng cái này truyền thừa đại điện bên trong giống nhau như đúc. Mục Phong linh hồn lực tiến vào một quả tinh thể bên trong, lập tức một bộ đạo văn đồ quyển đường vân xuất hiện ở mục phong trước mắt tứ giai hạ phẩm hoàn hồn đan văn mục phong tự lẩm bẩm đây chính là một loại linh đan đan văn còn có dược liệu phối phương đều ghi chép đến có mục phong sau đó linh hồn lực chi lực lại mò về cái khác đạo văn tinh thể tứ giai trung phẩm linh khí liệt diễm linh đao văn đây là một đạo linh khí chi văn một loại linh đao luyện chế khí văn sau đó mục phong lại dò xét cái khác đạo văn tinh thể có linh phù linh văn trận pháp linh văn đan phù, trận, khí tứ đạo linh văn, đều cất giữ đến có, mà lại là từ tứ giai linh văn hạ phẩm, khoảng cách đến tứ giai thượng phẩm. Còn có rất nhiều, mục phong đạo văn tinh thể, mục phong linh hồn lực mở không ra, thấu không đi vào, hẳn là ngũ giai linh văn, trước mắt tu vi của hắn không cách nào lĩnh hội ngũ giai đạo văn tinh thể. Đây là, đấu chiến linh văn, mục phong tại một mảnh dù sao thưa thất đạo văn tinh thể trong đám, mở ra một khỏa tinh thể, trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Tứ giai trung phẩm đấu chiến linh văn, thiên vũ lưu tinh. Mục Phong vội vàng lại thăm dò vào một khỏa đạo văn tinh thể, thình linh lại là một loại đấu chiến linh văn, tứ giai hạ phẩm đấu chiến linh văn, tám tay ma quyền. Mục Phong thu hồi linh hồn ý thức, nhìn về phía tinh không bên trong, nhóm sao này chỉ có mấy chục khỏa tinh thể, ái náy vị, nơi này là mấy chục loại đấu chiến linh văn. Liền xem như Mục Phong, cũng không nhịn được một trận cuồng hỉ cùng kích động, tu la thần ngọc bên trong, cũng không có ghi chép nhiều như vậy linh văn. Mục Phong thối lui ra khỏi linh hồn ý thức, trong đôi mắt còn có kinh nghỉ cùng rung động thu vũ tông sư hoàn toàn xứng đáng nhất đại linh văn tông sư cái này cất giữ thiên hạ văn sư bên trong có bao nhiêu người có thể cùng thế nào rung động đi đây đều là chủ nhân cất chứa mấy trăm năm mới thu thập đến nhiều như vậy linh văn thanh hổ ngạo nghế cười nói thu vũ tông sư hoàn toàn xứng đáng nhất đại linh văn tông sư vãn bối bội phục mục phong đối thu vũ nhục thân chỗ đại điện cung kính thi lễ cũng kính nể nói đây là tự nhiên người tử đạo thành không, chủ nhân đi, hắn lưu lại những linh văn này truyền thừa, chính là không hy vọng chu vũ vương triều đạo văn cô đơn, không thể yếu đi đã từng lục đại vương triều một trong uy danh. Thanh Hổ nói, Mục Phong đối cái này thu vũ tông sư cũng không khỏi đến phát lên một cỗ kính nể. Người vẫn lạc, còn muốn lấy vì chu vũ vương triều đạo văn lưu lại chúc mừng, bồi dưỡng nhân tài, loại người này, khó trách hậu nhân sẽ đối với thu vũ tông sư như thế tôn kính cùng tôn sùng, quản chi qua ngàn năm, tên của hắn cũng y nguyên sống ở hậu bối đạo văn sư trong lòng. Nhất đại linh văn tông sư, hoàn toàn xứng đáng. Tốt, chủ nhân truyền thừa người cũng lấy được, rời đi đi, hy vọng có một ngày, người có thể đem chủ nhân truyền thừa phát dương quang đại. Thanh hổ nói, thanh hổ tiền bối, người sẽ còn một mực thủ tại chỗ này sao? Mục Phong nói, đây là tự nhiên, ta sẽ một mực lưu tại nơi này làm bạn chủ nhân, cách mỗi trăm năm, lại chọn lựa một cái người dạng này truyền nhân, kế thừa thu vô tứ đạo, cam đoan chu vũ vương triều đạo văn không có cô đơn một ngày. Thanh hổ nói, mục phong nghe vậy trong lòng có chút nặng nề, đối cái này thanh hổ cũng hiện lên một cỗ kinh ý. Tiền bối đối thu vũ tông sư tình nghĩa cùng chu võ đạo văn thủ hộ để mục phong cảm động. Mục phong từ đáy lòng nói, chủ nhân vẫn lạc ngàn năm, khi còn sống hổ yêu y nguyên không rời không bỏ, phần nhân tình này làm cho người cảm động. Từ khốn cung trong truyền thừa chu võ đạo văn, phần nhân tình này nghi ngờ càng khiến người ta kính trọng có lẽ là nhìn thấy mục phong cặp mắt kính nể, thanh hổ tự diếu cười một tiếng. Kỳ thật cũng không có người nghĩ vĩ đại như vậy, chỉ là ta đã tại võ đạo, không có tiến thêm một bước hy vọng, nhục thân vẫn lạc, bây giờ sống nhờ cái này máy móc bên trong, đã sớm không có những người tuổi trẻ các người võ đạo nhiệt huyết, còn không bằng an tĩnh ở chỗ này kéo dài hơi tàn, miễn cho ra ngoài mất mặt xấu hổ. Nếu để cho thế nhân biết, đã từng yêu vương điện một đời vương người thành bộ dáng như vậy, vậy coi như thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Mục Phong nghe vậy cũng không biết nên khuyên cái gì, chỉ là nói tiền bối cũng không cần quá mức chú ý chuyện cũ, người hoặc yêu, dù sao cũng phải hướng về phía trước nhìn, bất qua tiền bối chi tình nghi ngờ vẫn là để vãn bối tôn kính cảm động, nếu có một ngày, tại vãn bối đủ khả năng phía dưới, tất nhiên đem thu dấu tứ đạo phát dương thiên hạ, để thế nhân chi kỳ công đức. Người có này tâm rất tốt, thanh hổ gật đầu, vãn bối nghĩ lại đi bái biệt thu vũ tông sư, Mục Phong đạo, thanh hổ đồng ý Mục Phong yêu cầu. Mang theo Mục Phong lại tới cung điện, Mục Phong đi tới thu vũ tông sư thi thể trước đó, cung kính quỳ xuống ba bái. Vãn bối kế thừa tiền bối văn điển, khi tôn xưng tiền bối một tiếng lão sư, đệ tử Mục Phong, ba bái lão sư truyền thụ tri ân. Mục Phong nói xong, ba bái chụp thủ, thanh hổ lại phía sau âm thầm gật đầu, Mục Phong so trước mấy trăm năm qua này đến truyền thừa đạo văn sư đệ tử càng hiểu được tôn sư trọng đạo, có thể thấy được chính phẩm đi. Mục Phong ba bái, sau đó đứng dậy, dự định đi theo thanh hổ rời đi. Thanh hổ bên cạnh đưa Mục Phong, vừa nói thu vô tứ đạo cũng không phải là ai cũng có thể học tập người thông qua được trùng điệp khảo nghiệm mới cơ duyên này người khác tất nhiên ngấp nghé trên người ngươi chi văn điển sau khi ra ngoài mình coi chừng tiểu nhân hãm hại vãn bối minh bạch mục phong gật đầu thất phu vô tội mang ngọc có tội cũng may hắn bây giờ cũng là văn sư điện đệ tử coi như người khác biết hắn người mang trọng bảo hẳn là cũng sẽ không trắng trợn đắc tội văn sư điện đến cướp đoạt đi còn có bản tỏa cũng nhìn tiểu tử ngươi tương đối thuận mắt thuận tiện cho ngươi thêm một lần bảo mệnh cơ hội. Thanh hổ nói, nó hổ trưởng bên trên đạo văn phun trào sen lẫn, ngưng tụ ra một đạo phù quang, xuất vào mục phong bàn tay. Mục phong bàn tay truyền đến một trận nhói nhói, phía trên lưu lại một đạo hổ hình phù văn ngưng tụ trong lòng bàn tay, mục phong nghi hoặc nhìn phía thanh hổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 603, Tái chiến đêm nay. Đây là một đạo ngũ dài phù văn, gặp phải nguy hiểm sống chết trước mắt, lấy chính người nguyên lực kích phát, thiên phách cảnh võ đạo vương giả phía dưới, không ai có thể ngăn cản một kích này. Thanh hổ từ tốn nói, mục phong nghe vậy lộ ra một vòng chấn kinh, sau đó vội vàng hạ thấp người thi lễ, nói cảm ơn, đa tạ tiền bối tăng văn. Không cần cảm ơn, chỉ là nhìn tiểu tử ngươi tương đối thuận mắt thôi, hy vọng ngươi về sau tại đạo văn có thể đi được càng xa. Thanh hổ cua cua móng vuốt, thu vũ ngoài cung, cửa điện mở rộng. Đi thôi, mục phong khẽ gật đầu, tiền bối bảo trọng, Mục Phong nói xong, hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài điện, đi tới kia trăm văn ngọc đài giai. Mục Phong từng bước một đi xuống kia ngọc đài giai, mà thu vũ đạo cung bên ngoài, lại còn có chỗ có người đang chờ. "Mau nhìn, Mục Phong ra, thu hoạch được truyền thừa ra sao?" Mục Phong vừa ra tới, lập tức từng đạo tham lam ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt lửa nóng. Căn cứ Khương Phong lời nói, cái này Mục Phong thế nhưng là duy nhất hoàn thành khảo hạch người hắn hiện tại bình yên ra, có phải hay không đã thu được truyền thừa đâu. Tiểu tử này, thật thu được truyền thừa sao? Khương Phong nhìn qua Mục Phong, ánh mắt âm trầm, trong lòng không cam lòng. Thiếu ra, Mục Phong ra, văn sư điện nhân mã bên trong, một người tại thiết khiếu bên tai thấp giọng nói. Con mắt ta không mù, thiết khiếu một đôi mắt cũng là gắt gao ngắm nhìn Mục Phong, âm lãnh chi sắc lưu truyền. Xuống thang thời điểm, cũng không có đạo văn ngăn cản, Mục Phong vừa hạ xong bậc thang, mập mạp kia thân thể mập mạp đã chạy vội hướng mục phong ôm mà tới mục huynh người rốt cuộc ra có thể nghĩ mập mạp chết bầm dược xuyên thần sắc khoa trương ôm mà tới ngừng mục phong thân hình lóe lên để dược xuyên vồ hụt mập mạp chết bầm chúng ta mới nửa ngày không gặp a à. mục phong cười dẫn nói hắc hắc cổ nhân nói một ngày không gặp như là ba năm chúng ta đợi tại một thu nửa không gặp dược xuyên cười hắc hắc nói lập tức thấp giọng truyền âm, thế nào, đạt được thu vũ tông sư bảo tàng sao? Mục phong nhẹ gật đầu, đối với bằng hiếu, hắn không muốn giấu giếm. Mập mạp quan sát những người khác, lại truyền âm nói, ở lại một chút ngươi cũng không thể nói ngươi được truyền thừa, Khương Phong cái kia cầu nhật cái gì đều nói, hiện tại rất nhiều người chính ngấp nghé trên người ngươi truyền thừa đâu. Mục Phong nghe vậy nhướng mày, nhìn phía Khương Phong, đôi mắt bên trong lãnh quang chợt lóe lên. Phương Ngộ cùng Cát Minh Tuyết cũng chạy tới, riêng phần mình truyền âm để Mục Phong cẩn thận mục phong người rốt cục ra mà lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến chỉ gặp một đám nhân mã hướng mục phong mà đến chính là người nhà họ đông phương ngựa chúng ta cũng chờ người thật lâu rồi một đám người khác ngựa cũng chậm rãi mà đến là chu ra người hai phe nhân mã nhìn qua mục phong trong mắt không có hảo ý toát ra băng lãnh sát ý còn có tham lam các vị chờ ta mục phong có chuyện gì không mục phong lạnh lùng hỏi có chuyện gì hừ người giết ta người của đông phương ra Đông Phương Thần Huy, người nói có chuyện gì? Đông Phương gia tộc bên trong một vị cường giả lạnh lùng nói. Còn có ta Chu gia Chu Hưng, nghe nói cũng bị người giết chết, người có phải hay không nên cho chúng ta một cái công đạo a? À? Chu gia cường giả cũng lạnh lẽo hỏi. Mục Phong nhìn phía hai phe này nhân mã, đột nhiên cười ha ha lên tiếng, thật sự là buồn cười. Hai bọn họ cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận khảo hạch, thực lực không đủ bị ta Mục Phong giết chết, đây là quy tắc chỗ đến, các ngươi lại còn có trước mặt đến chất vấn ta nếu như các ngươi, nơi nào còn có mặt mũi, đã sớm đào một một cái lỗ chui vào, còn có mặt mũi đến chất vấn ta mục phong, thật đúng là không biết xấu hổ. Miệng lưỡi bén nhọn, hai phe nhân mã nghe vậy đều thần sắc khó coi, mà nơi xa, văn sư điện nhân mã còn hờ hững quan sát, không có muốn ra mặt bảo hộ mục phong ý tứ. Thiết khiếu công tử, chúng ta không đi quản quản sao? Một văn sư điện cường giả hỏi, không vội, trước hết để cho mục phong ăn một chút đau khổ. Xoa xoa hắn nhuệ khí lại nói, tiểu tử này, thế nhưng là cuồng lắm đây. Thiết khiếu cười lạnh nói ra, ta muốn để hắn biết, không có chúng ta văn sư điện che chở, hắn mơ tưởng đặt chân cái này mục châu thành, rời đi văn sư điện, hắn chẳng phải là cái gì. Chu gia các vị, kẻ này phẩm hạnh tồi tệ, giết ta đông phương gia tộc hạch tâm đệ tử, mời chu gia các vị không ai nhúng tay việc này. Đông phương gia tộc một vị nguyên đan đại thiên vị cường giả đối người chu gia nói. Chúng ta chu gia đồng dạng có đệ tử bị mục phong giết chết, người để chúng ta làm sao không nhúng tay. Chu ra một cường giả lạnh lùng nói. Mục Phong gặp một màn này trong lòng cười lạnh, hai phe nhân mã cướp vì bọn họ chết đi thiên tài báo thù, chỉ sợ, báo thù là giả, muốn đoạt trên người hắn thu vũ văn điển là thật. Phương Huynh, mập mạp minh tuyết ở lại một chút ba người các ngươi không quản ta không ai nhúng tay. Mục Phong truyền âm cho ba người nói, là huynh đệ, cùng một chỗ khiêng, Mục Huynh, người nhưng chớ đem ta Phương Ngộ xem như tham sống sợ chết người. Phương Ngộ truyền âm, hắc hắc, mập mạp ta cái gì đều không tốt, chính là giảng nghĩa khí. Dược xuyên cũng trở về âm hèn mọn mập mạp, trọng tình trọng nghĩa. Minh tuyết không nói gì, bất quá nàng cũng không lui lại một bước, đã cho thấy thái độ của nàng. Ba người sắc mặt ngưng trọng, bất quá cũng cũng không lui lại ý tứ. Mục phong trong lòng cảm động, không có tính bạch giao cái này ba người bằng hữu. Mục phong ánh mắt sau đó lại biến thành lạnh lẽo, sắc bén như đao, nhìn phía còn tại tranh chấp hai phương gia tộc nhân mã lại nhìn phía nơi xa thờ ơ lạnh nhạt phan sư điện nhân mã, trong lòng có chút thất vọng. Các vị đều đừng cãi cọ, đã muốn tìm ta mục phong phiền phức, có bản lĩnh, liền lên trước một trận chiến. Mục phong tay cầm thanh lôi chiến thương, nhìn qua đám người lạnh lùng nói, trong cơ thể hắn giam cầm phù văn tại gia tinh không đạo tràng thời điểm, liền đã biến mất. Còn tại tranh chấp hai phe nhân mã sững sờ, một đông phương gia tộc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, giết người, dù sao cũng phải trả giá đắt. Người này nói ở giữa, bước chân đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên, hướng Mục Phong dạo bước mà đến, nguyên lực phun trào, cuồn cuộn uy áp nghiền ép hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong con người huyết quang lượn lờ, mạch máu trong người chi lực bộc phát, hai cánh từ vai mà sinh, từng mảnh huyết phải bao trùm, hóa thân tu la, toàn thân lượn lờ huyết hồng sắc ngọn lửa yêu dị, khí thế kéo lên đến nguyên đan bát trọng chi cảnh. Giết, cái này Đông Phương gia tộc cường giả gầm thét, toàn thân bộc phát đại nhật kim quang, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bạo sát mà đến, một trường vỗ ra, thái dương chân hỏa tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một vòng cối sai kim sắc đại nhật trường kinh nhiên ép thẳng hướng mục phong. Một trường này uy thế kinh người, cuồn cuộn kim diễm sinh ra, cái này từ nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả phát ra đại nhật trường kinh cũng rất có một cỗ đốt núi nấu biển uy thế. Mục phong nhìn qua đại nhật oanh sát mà đến, thân hình bất phi sở động, đột nhiên hai cánh chấn động, một tiếng gầm nhẹ, huyết cương nguyên lực tràn vào thanh lôi chiến thương, một thương ngưng tụ thanh lôi ám sát mà ra, thương động, hư không chấn động, kia huyết sắc thương mang nương theo thanh lôi chi lực đánh giết tại kia đại nhật trưởng kinh phía trên chỉ nghe một tiếng ầm ầm minh đại nhật trưởng kinh bị một thương đâm bạo đại thiên lôi thần ấn mục phong gầm nhẹ thể nội lôi đình chi lực toàn bộ ngưng tụ hướng về phía trong lòng bàn tay ngưng tụ một phương lôi ấn bạo sát mà ra cái này đông phương ra cường giả hơi biến sắc mặt không nghĩ tới mục phong thực lực vậy mà như thế cường hãn tùy theo một quyền nở rộ kim mang kim quang kia phảng phất muốn đem mục phong mẫn diệt một quyền đánh nát lôi thần ấn Mục Phong nâng thương, tái chiến nguyên đan đại thiên vị cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 604, quần công Mục Phong, thu vũ đạo cung phía trước hư không bên trong, hai thân ảnh phát ra tiếng oanh minh không ngừng công kích cùng một chỗ, cường đại hoa Mỹ nguyên kỹ không ngừng đánh vào cùng một chỗ, chung quanh chúng thế lực nhân mã ở phía xa quan sát. Không nghĩ tới Mục Phong kẻ này sức chiến đấu vậy mà như thế kinh người, nhưng lực chiến nguyên đan cửu trọng cường giả có người kinh ngạc nói kẻ này tựa hồ cũng không phải là thuần túy nhân tộc lại như yêu tộc bất quá lại không có rõ ràng yêu khí chẳng lẽ có được nửa yêu huyết mạch có nhân vọng lấy mục phong tu la hóa sau hình thể kinh ngạc nói như thế nào nửa yêu yêu tộc cùng nhân tộc thông hôn hậu sinh dục hậu đại là vì nửa yêu tuy có linh khí trị uy bất quá tiểu tử này thực lực hảo hảo kinh người hắn đến cùng là quái vật gì Tên này Đông Phương gia tộc cường giả né tránh Mục Phong một kích, một đao vừa giận bổ về phía Mục Phong, thầm nghĩ trong lòng. Giống, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, lại đâm ra một thương, một thương này huyễn hóa mấy chục đạo thương mang, đạo đạo thương mang bên trong, ẩn chứa một cỗ lôi đình đạo văn, uy lực càng thêm kinh người. Cái này Đông Phương gia tộc cường giả huy động chiến đao, chém nát Mục Phong từng đạo thương mang oanh kích, trong đó một đạo thương mang, tại hắn eo sát qua, lưu lại một đạo miệng máu. Huyễn chi chân ý, Mục Phong lúc này trong hai con người bộc phát kinh ánh sáng, linh hồn chi lực hội tụ hai mắt, chỉ gặp hắn trong mắt lượn lờ lên một đạo kim sắc xương mù hóa thành vòng xoáy, một cỗ huyễn chi chân ý bao phủ cái này Đông Phương gia tộc cường giả. Cái này Đông Phương gia tộc cường giả chỉ cảm thấy não hải trầm xuống, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, một cỗ u ám chi ý cuốn tới, công kích cũng theo đó dừng một chút, mặc dù huyễn chi chân ý còn không có tu luyện thế nào qua, bất quá Mục Phong bây giờ linh hồn lực, thế nhưng là so nguyên đan đại thiên vị cường giả còn mạnh hơn gia trì huyễn chi chân ý, đã có thể ảnh hưởng đại thiên vị cường giả. Ngay tại lúc này, mục phong gầm nhẹ, dưới chân hỏa liên bộ trong nháy mắt nở rộ bộc phát, phía sau hai cánh chấn động, thân hình bạo sát mà ra, một thương động như kinh lôi ám sát mà ra. Phá hiểu, mũi thương ngừng tụ thương mang, một đạo huyết sắc thương mang nương theo thanh lôi thiểm điện đâm thủng hư không, đánh giết hướng về phía cái này đông phương gia cường giả. Cái này đông phương gia cường giả vừa hoàn hồn, bất quá hô hấp thời gian, mục phong thương kình đã đâm thủng mà đến, trực tiếp xuyên thấu hắn cương nguyên hộ thể. Không, trong lòng bỗng nhiên một cỗ tử vong chi ý cuốn tới. Phốc phốc, một thương này, đâm thủng cổ họng, trực tiếp đâm xuyên qua cái này đông phương gia tộc cường giả cổ, đánh nát phần gáy. Lộc cộc lộc cộc, cái này đông phương gia tộc cường giả che lấy cổ, hai con người trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm mục phong, máu tươi từ đầu ngón tay bên trong chảy ra, trong đôi mắt, đều là hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Mình, lại bị một cái nguyên đan lục trọng tiểu tử đánh giết. Cái này Đông Phương gia tộc cường giả thân thể sau đó nguyên lực tản ra, như là gãy cánh chi chim, từ giữa không trung vẫn lạc mà xuống, rơi đập tại phía dưới đại địa bên trên. Vậy mà đánh chết nguyên đan đại thiên vị cường giả, đám người một trận xôn xao, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Đông Phương gia tộc bên trong người vừa sợ vừa giận, muốn báo thù, tiến lên chịu chết. Mục Phong nhìn qua Đông Phương gia tộc bên trong người lạnh giọng nói: "Kẻ này phẩm hạnh tồi tệ, đã rơi vào ma đạo, mọi người hợp nhau tấn công." mấy tiếng tiếng gầm gừ lên đông phương gia tộc bên trong sáu tên nguyên đan cường giả gào thét toàn bộ cùng một chỗ thẳng hướng mục phong người chu gia ngựa thấy một lần đông phương ra vây công mục phong lập tức luống cuống bọn hắn tự nhiên không phải lo lắng mục phong an nguy mà là quan tâm trên người hắn thu vũ bảo tàng mục phong đánh giết ta chu gia đệ tử khi giết một chu gia cường giả gầm nhẹ nói lập tức người chu gia ngựa bên trong có năm tên nguyên đan đại thiên vị cường giả cũng động thân hình bạo động vượt lên trước một bước thẳng hướng mục phong 11 tên nguyên đan đại thiên vị cường giả, vây giết mục phong một người. Thật sự là không biết xấu hổ, đường đường đông phương gia tộc, chu gia, vậy mà vây công một cái vãn bối. Dược sư điện 6 vị nguyên đan điện vệ theo ta giết, ra sức bảo vệ mục phong. Dược xuyên gầm nhẹ nói, đồng thời mình giết lên một tiếng, hình thể bành trướng to lớn hóa, hóa thành nửa người diện mạo ngũ sắc cổ thiềm, thẳng hướng đông phương gia tộc bên trong người. Dược xuyên mặc dù cười tô tuét, bất quá hắn thế nhưng là dược phương thân truyền đệ tử, tại dược sư điện nguyên đan cảnh cấp độ này bên trong cũng có uy nghiêm của mình, lập tức 6 tên dược sư điện điện vệ cũng theo dược xuyên đánh tới, giúp Ngục Phong chia sẻ một bộ phận áp lực. Văn sư điện các vị, chẳng lẽ cứ như vậy xem chúng ta người bị thế lực khác khi nhục sao? Phương ngộ nhìn qua văn sư điện nhân mã phẫn nộ quát, bên ngoài thân có trận văn phun trào. Văn sư điện bên trong nhân vọng hướng về phía thiết khiếu, thiết khiếu âm thanh lạnh lùng nói, không có ta hiệu lệnh, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ hắn lại nhìn phía phương ngộ, cười lạnh nói, chính mục phong cùng người khác tư nhân thù hận, chúng ta nhưng không quản được. Phương ngộ trong lòng giận dữ, biết thiết khiếu muốn tranh đối mục phong, sau đó hắn nguyên lực thành văn, tạo dựng tam giai thượng phẩm hỏa giao chiến trận, khống chế một đầu hỏa giao thẳng hướng một chu gia nguyên đan đại thiên vị cường giả. Mục phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiết khiếu một chút, mà lúc này, có bốn tên chu gia nguyên đan đại thiên vị cường giả hướng mục phong đánh tới. Gáy, một mực màu đỏ cửa điêu thét dài ngút trời mà hàng, thẳng hướng một chu gia đại thiên vị cường giả, chính là Lăng Vân. Giống, tiểu thiên cũng từ Lăng Vân trên lưng gào thét bay ra, hóa thành một đầu to lớn bạch dao, cũng thẳng hướng một chu gia nguyên đan đại thiên vị cường giả, yêu khí cuồn cuộn. Chính mục phong nâng thương, độc chiến hướng về phía hai tên nguyên đan đại thiên vị cường giả, trong hư không, lập tức bạo phát một trận loạn chiến. Mà thế lực khắp nơi trong đám người, có người nhắm lại hai con ngươi ngầm uẩn phong mang, không có hảo ý, ngo ngoe muốn động giết một chu gia cường giả gầm nhẹ một tay hội tụ bành trướng cương nguyên lực một cái ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực màu lam đại trưởng ấn mút trời mà hàng hướng mục phong chụp giết mà đến cuồn cuộn uy áp muốn đem mục phong đánh giết thành bột mịn mục phong một tay nắm thanh lôi chiến thương nguyên lực tràn vào trong thương một tay hội tụ cuồng bạo lôi đình chi lực một thức đại thiên lôi thần ấn gào thét đánh ra lôi thần ấn gào thét ở giữa cuồn cuộn lôi động cường hãn uy áp tràn ngập ầm ầm oanh minh cái này hai thức ấn pháp oanh minh bảo tạc theo tới oanh, mà lúc này, lại một chu gia cường giả, một quyền nở rộ trói mắt kim quang, một đạo kim sắc quyền mang thông thiên triệt địa, chấn động hư không hướng mục phong oanh sát đến. Mục phong thân hình nhanh lùi lại, đồng thời trong miệng một đạo huyết cương nguyên lực phun ra, biến thành một thức huyết trưởng trục về phía đạo này công kích, bất quá bị oanh kích vỡ vụn, quyền kình sung kích đến mục phong thân hình ra tốc lui lại. Mà mục phong một mực nắm chắc thanh lôi chiến thương bên trên, phù quang chấp động, đạo văn sen lẫn càng ngày càng nhiều. Giết, kia hai tên Chu gia cường giả công kích cuồng bạo vô cùng, không muốn cho Mục Phong cơ hội thở dốc, chỉ muốn nhanh chóng đánh chết hắn, cướp đoạt trên người hắn thu vũ bảo tàng. Mà Mục Phong không cùng hai người chính diện dây dưa, thân pháp linh hoạt đa dạng, bằng vào ngạo nhân tốc độ, không ngừng né tránh hai người này công kích. Mà đổi thành một bên, Dược Xuyên mang theo Dược Sư Điện nhân mã ngay tại lực chiến Đông Phương gia tộc người. Dược Sư Điện, các ngươi là muốn cùng chúng ta Đông Phương gia tộc là địch sao? Một Đông Phương gia tộc cường giả gầm thét chúng ta dược sư điện sở qua các người đông phương ra sao? Dược xuyên cười lạnh, không chút nào sợ cái này đông phương gia tộc nhân má uy hiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 605, Kinh khủng chiến lực, đông phương gia tộc cùng dược sư điện cùng là nhất lưu thế lực, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút nguyên đan cảnh giới tiểu nhân vật vẫn là tổn thất mà khai chiến. Điểm ấy dược xuyên rất rõ ràng, đông phương gia tộc dùng cái này uy hiếp, không có tác dụng, mà lại, các thế lực lớn, khác biệt cảnh giới cấp độ nhân vật ở giữa đều có cạnh tranh chém giết, loại này cạnh tranh ngược lại sẽ xúc tiến thế lực ở giữa để tử tiến bộ, thế lực lớn nhân vật cao tầng, đối với mấy cái này xưa nay không quản. Dược xuyên hóa thân ngũ sắc cổ phiêm, miệng nói đạo ngũ sắc độc tiến bắn giết hướng về phía đối thủ của hắn, tên này Đông Phương gia tộc cường giả đối dược xuyên độc tiến, không dám tùy tiện thử uy lực của nó. Cái này Đông Phương gia tộc cường giả một tay đại nhật trưởng kinh đập nát đạo đạo độc tiến đem nó bốc hơi, ai ngờ bốc hơi khí độc ngược lại quét sạch hướng về phía hắn. Cái này đông phương gia tộc cường giả hơi biến sắc mặt, thân hình nhanh lùi lại, rời khỏi khí độc phạm vi bao phủ, mà lúc này, dược xuyên trong miệng một đạo lưỡi dài quét sạch hướng về phía hắn, đầu lưỡi như thương sắc bén, mang theo cuồn cuộn nguyên lực ám sát mà tới. Đông phương gia tộc cường giả gầm nhẹ một kiếm bổ về phía lưỡi dài, lưỡi cứng cỏi như sắt thép, mềm dẻo như tơ, bị kiếm khí bổ chúng không vì gây thương tích, bất quá vẫn là đau đến dược xuyên thu hồi lưỡi dài, người này gầm thét hóa thành một đạo kim quang bạo sát hướng về phía dược xuyên một đạo kiếm mang bổ vào dược xuyên thân hình khổng lồ phốc phốc dược xuyên bên ngoài thân bị một kiếm bổ ra một đạo to lớn miệng máu máu tươi phun tung tóe dược xuyên gầm thét trong miệng một tiếng to lớn ếch ộp cái này ếch ộp ẩn chứa kinh người nguyên lực điếc màng nhĩ người chấn cái này đông phương gia tộc cường giả não hải cũng là một trận oanh minh thả người nhảy một cái dược xuyên bạo sát hướng về phía cái này đông phương gia tộc cường giả đồng thời kia chảy xuôi máu tươi hóa thành điểm điểm huyết quang bắn về phía người này máu tươi phun tung tóe tại cái này nhân thân bên trên lập tức dung nhập làn da biến thành kịch độc a à, cái này đông phương gia tộc cường giả quá sợ hãi chỉ gặp dung nhập huyết độc địa phương thân thể nhanh chóng biến thành đen một cỗ đáng sợ độc tính tại ăn mòn hắn sinh cơ dược xuyên sắc bén một chảo vung đánh mà ra chảo kinh ẩn chứa độc tính xé rách tại cái này đông phương gia tộc cường giả trên thân đem cái này đông phương gia tộc cường giả xé rách xuất ra đạo đạo miệng máu sau đó trong miệng lưỡi giải cũng theo đó bạo sát mà ra, hóa thành sắc bén trường thương, trực tiếp đánh xuyên đầu người này sọ. Cái này dược xuyên, thật kinh người sức chiến đấu, vây xem trong thế lực, Khương Phong kinh ngạc nói, nghe đồn dược vương đệ tử dược xuyên tuổi nhỏ lúc bởi vì một trận ngoài ý muốn, thân thể dung nhập một loại cường đại thượng cổ dị thiềm huyết mạch chi lực, toàn thân công kích đều hóa thành độc, rất là đáng sợ, xem ra cái này lời nói không hoa. Bên cạnh Khương gia cường giả ngưng trọng nói, mau nhìn, mục phong không chịu nổi. Có người kinh hô, chỉ gặp được Phương, Mục Phong bị một chu gia cường giả oanh kích bên trong, thân thể thổ huyết trở ra. Giết hắn, kia chu gia cường giả sắc mặt giữ tợn nói, tay ẩn cường đại nguyên lực, chụp giết mà đến, một người khác cầm chiến đao, cũng chém giết mà đi. Mục Phong ánh mắt bình tĩnh, thân thể nhanh lùi lại, nhìn qua hai tên cường giả đánh tới, đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, trong tay giày đặc trận văn thanh lôi chiến thương, nhìn hư không bên trong cắm xuống. Lôi trận, lục văn long sát, ầm, ầm Thanh Lôi chiến thương bộc phát cường đại lôi oai, sáu cỗ lôi văn trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, xen lẫn thành trận, hóa thành một đầu hơn 10 mét lôi long gào thét oanh sát hướng về phía hai người. Lôi long khí thế cuồng bạo, phá hủy hết thảy, sáu đầu lôi văn điệp ra bộc phát, một cỗ cường đại lôi đình chi lực nổ tung lên, biến thành khu vực gài mìn bao phủ hướng về phía hai người, khí thế bàng bạc. Hai người sắc mặt đại biến, cuồng bạo lôi đình cuốn tới, khí thế hùng hổ, đạo đạo lôi đình chi lực đánh vào trên thân hai người. A à, hai người một tiếng rú thảm bị lôi đình oanh trúng cuồng bạo lôi đình chi lực điên cuồng phá hư hai người thể nội sinh cơ giết mà lúc này mục phong cầm súng bạo sát mà ra ấp ủ hồi lâu liền vì một trận này tuyệt sát phốc phốc một thương đâm vào một người đầu lâu trực tiếp đánh nổ đầu lâu cường thế đánh chết một người sau đó hai cánh chấn động bạo sát hướng về phía một người khác một thương đảo qua sắc bén thương nhận xẹt qua đem một người khác đầu lâu chém giết mà rơi một người bạo sát hai tên nguyên đan đại thiên vị cường giả. Tốt, Cát Minh Tuyết kích động kêu to lên tiếng, nàng thực lực quá yếu, giúp không được gì, cũng chỉ có thể quan sát. Mục Phong sợ hãi chiến lực, cũng làm cho những người khác một trận xôn xao, mắt lộ ra chấn kinh. Giống, mà lúc này, xa xa tiểu thiên một tiếng rên rỉ, thân hình khổng lồ, bị một chu gia cường giả một thương ám sát ra một đạo huyết động, xuyên thủng khổng lồ giao thân thể. Tiểu thiên, Mục Phong sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, bạch càn khôn giới chỉ bên trong một bộ quan tài bắn ra một tay cầm trường kiếm màu đen áo xanh la lị bạo sát hướng về phía kia chu gia cường giả thi nguyệt cũng rốt cục muốn xuất thủ sao đi chết đi giá chu gia cường giả huy động chiến thương một thương nộ sát hướng về phía bạch giao đầu lâu bạch bất quá lúc này một cỗ kinh thiên kiếm ý bao phủ hướng về phía hắn kinh người kiếm ý làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng một đạo màu xanh nhạt kiếm mang vạch phá thương khung đánh giết người này giá chu ra cường giả, tại cỗ này kinh thiên kiếm ý phía dưới, tâm thần đều bị dọa phá. Không, một kiếm này cuồng bạo đập tới, cái này nguyên đan đại thiên vị cường giả tại kiếm khí bên trong, trực tiếp bị đánh giết xoắn nát thành thịt nát. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy, cỗ kiếm ý này, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ hướng về phía cái kia đạo áo xanh thân ảnh, mặt lộ vẻ rung động. Khi Nguyệt đánh giết người này, dưới chân màu xanh nhạt ánh sáng mang hiện lên, từng bước sinh Nguyệt, chân đạp ánh trăng tựa như đích tiên hạ lạc phàm trần, lại một kiếm ra, trăng sáng bốc lên, đánh giết hướng về phía công kích Lăng Vân tên kia Chu Gia Cường Giả. Lăng Vân Nguyên Đan lục trọng tu vi, khổ chiến giá Chu Gia Nguyên Đan đại thiên vị cường giả, đồng dạng là bản thân bị trọng thương, đau khổ trèo trống. Mà một kiếm này trăng sáng khí cơ khóa chặt giết tới giá Chu Gia Cường Giả, giá Chu Gia Cường Giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Một thương đâm về phía một kiếm này, thương kình bị từng khúc chảm bạo, trăng sáng thuấn sát xẹt qua. Phốc phốc, thân thể người này ở giữa hiển hiện một đầu tơ máu, lập tức máu tươi tràn ra ngoài tuôn ra, thi thể thổi phù một tiếng vạch phá thành hai nửa rơi xuống trường không, máu tươi nội tạng huyết tinh lâm ly. thi Nguyệt Như là Nguyệt Quang nữ thần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm, tay cầm trường kiếm màu đen, kiếm động tứ phương, chu ra năm tên nguyên đan đại thiên vị cường giả, toàn bộ ngã xuống. Vô số chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Hy Nguyệt, không rõ cái này có chút kinh khủng chiến lược nữ đồng xuất từ nơi nào. Cô bé kia, rốt cuộc là ai? Thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Thế lực khắp nơi bên trong các cường giả chấn kinh nhìn phía Hy Nguyệt, mà Mục Phong đã đi trợ giúp sược sư điện người, đánh giết đông phương gia tộc nhân mã. Chân đạp hư không, đạo đạo trận văn hiện lên, kiếm khí quét sạch hư không, chỉ gặp một đầu bạch hổ, chu tước, thanh long, huyền vũ, từ trong hư không trận văn sinh ra. Tứ linh gào thét, biến thành một cỗ kinh thiên kiếm mang, chém giết hướng về phía một đông phương gia tộc cường giả, kiếm khí càn quét tứ phương. Kia đông phương gia tộc cường giả vừa đánh nát dược xuyên một kích, một cỗ sợ hãi kiếm khi đánh tới, đem hắn bổ bạo thành huyết vụ mảnh vỡ, hài cốt không còn. Còn thừa lại ba tên đông phương gia tộc cường giả quá sợ hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mục phong cầm súng mà đến, sát khí ngập trời, tựa như một tôn tu la sát thần. Hôm nay động thủ người, giết không tha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 606, vô sỉ thiết khiếu. Mục phong gầm nhẹ, nâng thương thuấn sát mà ra, Hy Nguyệt cầm kiếm mà động, Dược Phương điện tại Dược Xuyên dẫn đầu hạ cũng cường thế oanh sát hướng về phía ba người này. Không, ba người kinh sợ, các loại cuồng bạo công kích oanh sát mà đến, đem ba người bao phủ, thân thể bạo tạc hài cốt không còn. Chu gia, Đông Phương gia nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, đều hủy diệt. Đông Phương gia tộc bên trong văn sư, cùng người Chu gia ngựa bên trong văn sư nhóm sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo đạo lưu quang chạy trốn, không dám ở dừng lại ở chỗ này, trong gia tộc hộ vệ cường giả đều bị đánh giết, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. những người khác vốn còn muốn đánh mục phong chủ ý thế lực, cả đám đều sắc mặt nghiêm túc nhìn qua mục phong bên cạnh cái kia lai lịch không gió áo xanh nữ đồng tràn đầy vẻ kiêng rè. mục phong có dược vương biện dược xuyên ra sức bảo vệ, tăng thêm bản thân thực lực cũng cường hắn cùng tên kia thần bí nữ đồng hiện tại trận đánh giết mục phong cướp đoạt trên người hắn thu vũ bảo tàng, nhưng không có dễ dàng như vậy. thiết khiếu sắc mặt cũng có chút khó coi lúc đầu hắn muốn đợi mục phong bọn người cùng chu gia đông phương ra giết đến lưỡng bại câu thương thời điểm động thủ ngư ông đắc lợi thế nhưng là mục phong thực lực thế nhưng là để chuyện này lại trở nên phức tạp một đám bọn chuột nhất mục phong nhìn qua điên cuồng chạy trốn chu gia cùng đông phương ra văn sư lộ ra một tia trào phúng cũng không đuổi theo giết không có ý nghĩa mập mạp phương huynh đa tạ mục phong nhìn phía dược xuyên cùng phương ngộ cười nói lần này may mắn mà có mập mạp trượng nghĩa xuất thủ mang dược sư điện cường giả giúp hắn ha ha, người ta huynh đệ nói cái gì tạ, bất quá, đưa người bên người vị kia tiểu mỹ nữ dẫn tiến dẫn tiến như thế nào. Dược xuyên cười to, sau đó lộ ra một tia hèn mọn, ánh mắt nhìn phía hy nguyệt phụ thân tố liên, mập mạp này, thật đúng là già trẻ ăn sạch. Người nằm mơ đi, nàng chỉ là một bộ linh khôi mục phong cười mắng, cho mập mạp trên mông một cước. a à, chỉ là một bộ linh khôi a bất quá thực lực thật mạnh. Phương ngộ cùng dược xuyên cũng hơi chấn kinh, nhìn phía hy nguyệt, mà hy nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía hai người, để cho hai người có chút e ngại thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, một đám nhân mã chậm rãi mà đến, cười nói, "Mục Phong sư đệ, chúc mừng ngươi từ Thu Vũ Đạo cung bên trong bình yên ra." Mục Phong vừa nhìn thấy mặt, ánh mắt lại lạnh lẽo xuống dưới, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiết Khiếu cầm đầu Văn sư điện nhân mã. Thiết Khiếu mỉm cười mà đến, cười nói, "Chúc mừng Mục sư đệ thoát hiểm, vừa rồi chúng ta vốn cũng muốn ra tay tương trợ, chỉ là không nghĩ tới các vị thực lực như thế cường hãn, để cho chúng ta nhúng tay cơ hội đều không có." ta liền ha ha, thật mẹ nó vô sỉ, vừa rồi chúng ta tình thế nguy cơ thời điểm, làm sao không thấy có người ra nói một câu, hiện tại địch nhân bị giết sạch, có ít người liền nhảy ra nói lời xã giao, ta mập mạp nhất mẹ nó buồn nôn loại người này. Dược xuyên lạnh giọng cười nói, không chút nào cho thiết khiếu một tia mặt mũi. Phương ngộ nhìn về phía thiết khiếu trong ánh mắt cũng là tràn đầy khinh thường. Thiết khiếu nghe hai mặt sắc có chút khó coi, bất quá vẫn là nhìn xuống giận dữ nói, có sự tình ta dù sao cũng phải vì văn sư điện suy nghĩ, không thể bởi vì một người, liền không để ý tất cả mọi người. Có lời nói, có dám thả, Mục Phong nhìn qua thiết khiếu trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Thiết khiếu nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, Mục Sư Đệ nếu là ta văn sư điện bên trong người, kia tại thu vũ đạo cung ở bên trong lấy được đồ vật cũng làm giao cho ta văn sư điện đảm bảo, chúng ta văn sư điện có hộ bảo vật an toàn trách nhiệm. Ha 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 ha, kết quả thiết khiếu lời này vừa ra Mục Phong cười, nhìn qua thiết khiếu, ánh mắt lạnh lẽo nói, người còn biết cái gì gọi là mặt sao thiết khiếu sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói ngươi có ý tứ gì ta mục phong mới vừa rồi bị vây công thời điểm không thấy bóng người của ngươi hiện tại ngươi đến cùng ta nói cái gì văn sư điện có bảo hộ bảo vật trách nhiệm ngươi xứng sao mục phong ngón tay thiết khiếu quát mục phong ngươi đừng cho mặt không muốn mặt thiết khiếu sư huynh cũng là vì ngươi tốt còn có nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ ngươi là văn sư điện người hẳn là nghe văn sư điện thiết khiếu bên người một văn sư đứng ra lạnh giọng quát tháo nói lại là một thiết khiếu chó săn mục phong ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh nhìn phía người này một cỗ lạnh lẽo sát khí quét sạch hướng về phía hắn cái này văn sư chỉ cảm thấy như là rơi vào hầm băng một cỗ khí lạnh từ đuôi sống lưng toát ra tựa hồ hắn tại nói nhiều một câu mục phong liền có thể muốn hắn mệnh mục phong suy nghĩ kỹ càng ngươi bây giờ cũng không phải một người ngươi là văn sư điện đệ tử ngươi về sau còn muốn tại văn sư điện sinh tồn được thiết khiếu đạm mạc nói ngươi không có tư cách cùng ta nói câu nói này mục phong lạnh như băng nói tốt, núi cao đường xa, cuộc sống sau này còn rất dài, xem chúng ta ai chơi đến qua ai. Thiết khiếu giận quá mà cười, trong con người lạnh lẽo cùng âm tàn không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp trở mặt nói. Hắn hiện tại cũng không dám cùng Mục Phong dùng sức mạnh, dù sao Mục Phong bên người hiện tại cường giả thế nhưng là so văn sư điện bên trong nhiều người, hắn không dám xuống tay với Mục Phong. Thiết khiếu nói xong, chuẩn bị mang văn sư điện nhân mã rời đi. Chờ một chút, mà lúc này, Mục Phong đột nhiên băng lãnh nói thiết khiếu dừng bước xoay người nói hối hận sao bây giờ hối hận vẫn còn kịp không ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều chỉ là ta còn có một bút nợ cũng không có cùng ngươi thanh toán rõ ràng mục phong lạnh như băng nói ngày xưa ta điện vệ đột nhiên đối ta hạ sát thủ mà theo bọn hắn lời nói việc này là ngươi chỉ thị ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo a à? thiết khiếu nghe vậy biến sắc tức giận nói ngậm máu phun người, người có cái gì chứng cứ chung quanh văn sư điện đám người cũng kinh ngạc nhìn phía thiết khiếu, văn sư điện đệ tử tự giết lẫn nhau, thế nhưng là đại tội. Chứng cứ sao, Mục Phong lấy ra thời khắc đó ghi chép ghi âm và ghi hình ngọc phù, phù bên trong truyền đến ngày xưa kia đánh lén Mục Phong một điện vệ thanh âm, cùng lời nhắn nhủ hình tượng. Hình tượng bên trong, kia điện vệ chính miệng mà nói, là thiết khiếu chỉ bày ra bọn hắn đánh giết Mục Phong. Thiết khiếu gặp một màn này sắc mặt đại biến, giận dữ hết, hắn nói chi ngôn là người vụ oan giá hỏa, không thể tin, người nghĩ nói xấu ta. Mục Phong giận quá mà cười, thể nội cuồng bạo khí thế bộc phát, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, người còn muốn chống chế, hôm nay coi như ngươi là điện chủ chi tử, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Mục Phong nói xong, cầm trong tay thanh lôi chiến thương, trực tiếp hướng thiết khiếu nộ sát mà tới. Ngăn trở hắn, thiết khiếu sắc mặt đại biến gầm thét, phan sư điện năm tên nguyên đan đại thiên vị điện vệ vội vàng bay cản mà ra. Động thủ cho ta, dược xuyên gầm thét, dược phương điện nhân mã đi chặn đường văn sư điện bên trong người, không ai có thể ngăn cản Mục Phong. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong cầm súng quét tới, một đạo cuồng bạo kinh khí đánh về phía thiết khiếu, thiết khiếu sắc mặt đại biến, bên ngoài thân có kim quang chấp động, một kiện linh khải hộ thể mà ra, ngăn trở Mục Phong một kích này. Bành, thương kinh không có có thể đánh nát thiết khiếu phòng ngự, mà Mục Phong người đã một trưởng ngưng tụ lôi thần ấn bạo sát mà đến, oanh kích đến thiết khiếu thổ huyết mà bay, sắc mặt hoảng sợ, bạo hống. Mục Phong, người dám giết ta, sau khi ra ngoài cha ta tất sát ngươi. Muốn chết, ta cũng sẽ kéo ngươi trước một bước xuống hoàng tuyền. Mục Phong trong tay thanh lôi chiến thương dung nhập thể nội, trong tay thay vào đó là một thanh pha tạp cổ kiếm, Mục Phong đối thiết khiếu sát ý lấy quyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 607, 4 vị nguyên tông mục phong cầm trong tay pha tạp cổ kiếm một cỗ kinh người hung thần kiếm ý từ trong kiếm tản ra một cỗ kiếm văn tràn vào trong kiếm kiếm chi chân ý bao phủ khóa chặt thiết khiếu thiết khiếu tâm thần hoảng hốt sắp bị sợ vỡ mật mục phong người không thể giết ta thiết khiếu gầm thét mà mục phong cầm kiếm điên cuồng chém mà xuống phá hư văn trảm bạch kiếm khí phun trào mấy chục mét một đạo cao vài trượng kim sắc kiếm mang mang theo hung lệ kiếm ý một kiếm chém giết tại thiết khiếu linh khải phòng ngự trên thân phá Linh Khải phòng ngự màng ánh sáng bị một kiếm chạm phá, Mục Phong cầm kiếm hung hăng bổ vào thiết khiếu đầu vai, chém nghiêng xuống, Linh Khải phù quang vỡ vụn, trực tiếp bị chém vỡ, thiết khiếu thổi phù một tiếng, bị Mục Phong chặt nghiêng hai nửa, thi thể máu tươi phun tung tóe, rơi xuống trường không. Thiết khiếu, vẫn, không thiết khiếu công tử. Văn sư điện điện vệ môn gặp một màn này từng cái sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong thật đánh chết thiết khiếu, hắn, hắn không sợ khí sư điện chủ trả thù sao? Mục Phong, người sông đại họa, người sẽ hối hận. Một văn sư điện vệ kinh sợ quát, sau khi ra ngoài, điện chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Những người khác cũng giận dữ hết, thiếu niên cầm kiếm mà đứng, nguyên lực màu đỏ ngòm lượn lờ, lạnh lùng vô cùng, nhìn phía văn sư điện vệ môn, cười lạnh nói, hối hận, đáng giết người, ta Mục Phong xưa nay sẽ không giết hối hận, các ngươi lại nhiều nói một câu, vậy cũng làm ta dưới kiếm chi quỷ đi. Văn sư điện vệ môn từng cái nghe vậy tức giận đến nói không ra lời, bất quá cũng thật không dám nhiều lời cái gì. Mục phong ngay cả khí sư điện chủ nhi tử thiết khiếu cũng dám giết, huống chi là bọn hắn. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng dâng lên một cỗ sợ hãi. Thiết khiếu chết rồi, mà thân là hộ vệ bọn hắn, khó thoát qua, sau khi ra ngoài, khí sư điện chủ sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Chỉ sợ sẽ không, mục phong hắn, thật dám giết thiết khiếu. Điên cuồng, quá điên cuồng, kẻ này thật tuyệt không cân nhắc hậu quả sao? mục phong xong đời sau khi ra ngoài khí sư điện chủ thiết phim tất nhiên sẽ không bỏ qua kẻ này văn sư điện văn sư nhóm cũng chấn kinh từng cái ánh mắt rung động nhìn phía mục phong ra hỏa này lá gan quá lớn thật có thể dùng không sợ trời không sợ đất để hình dung làm sự tình không so đo hậu quả mà thế lực khác cũng lại một lần nữa gặp được thiếu niên sát phạt quả đoán mục huynh quá điên cuồng phương ngộ gặp cái này màn cũng là một trận cười khổ thiết khiếu bị giết thiết phim sợ rằng sẽ nổi giận đi thật không biết mục phong sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào đối mặt thiết viêm điện chủ nên giết sớm mẹ nó nhìn cái này cháu con rùa không vừa mắt huynh đệ sau khi rời khỏi đây gia nhập ta dược vương điện đi sư phụ ta thế nhưng là rất tán thưởng ngươi chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta dược vương điện không cần sợ hắn lão tử trả thù dược xuyên nhìn qua thiết khiếu thi thể phun ra nước bọt khinh thường nói mục phong lấy thiết khiếu càn khôn giới chỉ ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đám người các thế lực lớn người bị mục phong ánh mắt quét cùng vậy mà không người dám nhìn thẳng vào mục phong, không dám đi thử kỳ phong mang. Các vị, còn ở lại chỗ này làm gì? Tất cả giải tán đi. Mục phong lạnh lùng nói. Chúng thế lực người trong mắt tinh mang chấp động, quan sát mục phong, cùng bên người người, trong lòng mặc dù còn tại tham lam mục phong trên người thu vũ bảo tàng, bất quá bây giờ muốn có lẽ, hiển nhiên rất không có khả năng. Đi, băng tâm cốc người một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo đạo lưu quang bay đi. Văn sư điện bên trong người, hận hận nhìn mục phong một chút, cũng theo kế rời đi, thế lực khác cũng đều lần lượt tản đi. Khương gia, nhâm gia, thiên linh tông, chờ một chút các thế lực lớn người lần lượt rời đi, mà trên trận lại còn thừa có bốn tên toàn thân bao phủ tại áo bảo đen bên trong thân ảnh lưu tại trên trận. Mục phong nhướng mày, nhìn phía mấy người kia, mấy vị, các người nghĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Mục phong lạnh như băng nói, bất quá, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, bốn người này tu vi khí tức, hắn vậy mà cảm giác không đến. Bốn đạo văn sư khôi thủ, còn thân có mãnh liệt như vậy huyết mạch cùng thiên phú, thiên tài như thế, thật sự là khó được, đáng tiếc, muốn đối địch với chúng ta, không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy chỉ có thể vì ta giết chết. Trong đó một tên người áo đen từ tốn nói, thính kỳ thanh âm, cái này lại là một nữ tử. Oanh, 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 bốn cỗ khí thức cường đại trong nháy mắt phóng lên tận trời, bốn người này, đột nhiên bạo phát ra cực kỳ cường hãn nguyên lực ba động, chấn kinh toàn trường. Mục phong, phương ngộ, Dược Xuyên bọn người toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn qua bốn người. Linh Hải Nguyên Tông, Dược Xuyên cả kinh nói, là bọn hắn, một mực săn giết các thế lực lớn văn sư thiên tài Linh Hải Nguyên Tông. Phương Ngộ cả giận nói, mục tiêu, mục phong trên thân thu vũ bảo tàng, những người khác một tên cũng không để lại. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, giết, bốn người biến thành tứ đạo lưu quang oanh sát mà đến, xông về Mục Phong bốn người, năng lượng kinh người khí thế quét sạch hướng về phía bốn người. Bốn người này tu vi, đều tại linh hải cảnh nhất trọng tả hiếu, thuộc về nguyên tông cường giả bên trong tầng dưới, bất quá sức chiến đấu, lại không phải nguyên đan cảnh tu sĩ có thể so sánh. Không được, đám người sắc mặt đại biến, chỉ gặp bốn người này đánh tới, thẳng hướng người khác nhau, mà kia bao phủ hắc bào nữ tử hướng mục phong đánh tới. Giết, một linh hải nguyên tông một tay hội tụ năng lượng kinh người chụp giết mà xuống, cuồn cuộn cương nguyên lực biến thành một cái hùng ưng lợi chảo chụp thẳng hướng một dược vương điện vệ. Oanh, cái này dược phương điện về công kích trực tiếp bị một chảo đập nát, bị lợi chảo oanh kích, thân thể bị cuồng bạo năng lượng xé rách thành mảnh vỡ. Liều mạng, dược xuyên gầm thét, mang theo bốn người khác, đánh về phía một linh hải nguyên tông. Khi Nguyệt rút kiếm mà lên, đánh giết hướng về phía trong đó một tên linh hải nguyên tông, một mình đối mặt. Phương ngộ vội vàng khắc họa trận văn, chuẩn bị chiến trận. Tên kia áo bảo đen nữ tử bay về phía mục phong, trong tay xuất hiện một thanh trường tiên, trường tiên huy động, một đạo bóng roi gào thét phá không rút thẳng hướng mục phong không gian tựa hồ cũng bị cái này bóng roi tràn ngập mục phong gầm thét rút kiếm chảm kích hướng về phía bóng roi lại một đường phá hư văn chảm vung ra chém vỡ một đạo bóng roi bất quá càng nhiều bóng roi rút thẳng hướng hắn phốc phốc mục phong bị bóng roi rút chúng thổ huyết mà bay thân thể trong hư không lăn lộn nữ tử kia cầm roi mà lên trường tiên tựa như biến thành một cây trường thương ẩn chứa kinh người nguyên lực roi thân một mực hóa kiếm đột nhiên ám sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một tay đại thiên lôi thần ấn oanh sát mà lên, lôi ấn gào thét, ầm ầm nghiền ép hư không như vạn mã bôn đằng oanh kích trường tiên. Bành, thế nhưng là trường tiên trực tiếp điểm nát cái này đại thiên lôi thần ấn, hóa thành lôi điện tiêu tán, roi kình đâm vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong lồng ngực, bị đâm tuôn ra một cái lỗ máu, nội tạng cũng bị đâm chúng bị trọng thương. Mục Phong trong lòng hoảng hốt, nữ tử này thực lực thật có thể nói là là kinh khủng. Hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ giao ra thua vũ văn điển còn có một tia đường sống nữ tử đạp không mà đến nhìn qua mục phong băng lãnh nói ta hết lần này tới lần khác chết cũng sẽ không giao cho các ngươi mục phong nhếch miệng cười một tiếng lạnh giọng nói thể nội tinh huyết bạo động hắn nghĩ huyết tế một trận chiến vậy ta liền tại ngươi trên thi thể lục soát nữ tử lạnh lùng nói thân hình bạo sát hướng mục phong bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 608, Cường Thế Miểu Sát, Ngao Giống, bất quá lúc này, một tiếng tiếng hổ gầm chấn động vân tiêu, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai đều là tê dại một hồi, cái này tiếng hổ gầm bên trong, ẩn chứa cường đại âm ba công kích, cho dù là linh hải nguyên tông, thể nội cũng là một trận khí huyết quay cuồng, sắc mặt trắng bệch. Qua phốc, cát minh tuyết các loại tu vi yếu cái nhỏ trực tiếp là bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng như tờ giấy, trong mắt đẹp, lộ ra vẻ chấn động. Sau đó, một cỗ nồng đậm hổ sát chịu uy quét sạch phương thiên địa này, kinh người uy áp bao phủ ở đây tất cả mọi người. Nguyên đan cảnh thì cũng thôi đi, linh hải cảnh nguyên tông tại ta thu vũ đạo cung trước giết ta đạo cung truyền nhân, đang lúc thu vũ đạo cung không tồn tại sao. Một tiếng lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn thiên địa, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Giao chiến đám người nhìn lại, kia thẳng hướng mục phong nguyên tông nữ tử cũng dừng tay lại, khiếp sợ nhìn phía kia thu vũ đạo cung chỉ gặp Thu Vũ Đạo cung bên trong, một đạo lưu quang bay tới, biến thành một đầu hình thể to lớn, lượn lờ phù quang màu xanh cự hổ. Này hổ đứng ngạo nghễ hư không, một đôi ám kim sắc mắt hổ quét mắt đám người, một cỗ cường hãn uy áp hàng lâm xuống bao phủ tất cả mọi người. Thanh hổ tiền bối, Mục Phong sắc mặt vui mừng, thể nội bản tướng muốn bạo động tinh huyết lập tức an tĩnh xuống dưới. Phù khôi thú, bốn vị nguyên tông linh thức quét dò xét, lập tức phát hiện cái này thanh hổ là một bộ phù khôi, sắc mặt hơi đổi bởi vì bọn hắn cảm thấy, cỗ này phù khôi bên trong ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Thanh hổ khinh thường bốn tên Nguyên Tông, lạnh lùng nói, Linh Văn Thí luyện chi địa, cấm chỉ Linh Hải Nguyên Tông tiến vào, đây là ngày xưa thu Vũ Tông sư tự mình quyết định quy củ, mà các loại cảm giác xem thường thu Vũ Tông sự uy nghiêm, đánh giết đạo cung truyền nhân, tâm hắn đáng chết. Thanh hổ đang khi nói chuyện nâng lên hổ trưởng trực tiếp hướng một Linh Hải Nguyên Tông chụp giết mà xuống, kinh người nguyên lực màu xanh oanh minh, biến thành một đạo kinh thiên hổ trảo, ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực, khí cơ khóa chặt tên này Linh Hải Nguyên Tông, trấn áp tại chỗ để không đường có thể trốn. Không, cái này Linh Hải Nguyên Tông tuyệt vọng gầm thét, một đao bổ về phía hổ trưởng, bất quá bị hổ trưởng trực tiếp đập nát, đánh vào trên thân thể. Bành, cái này Linh Hải Nguyên Tông trực tiếp bị đáng sợ sát phạt chi lực đánh nát thành bột mịn, biến thành huyết vụ phiêu tán. T, một chảo đánh nát, mọi người ở đây gặp một màn này đều đến hít một hơi khí lạnh, rung động nhìn qua thanh hổ. Cái này gõ cửa hổ, Vậy mà như thế cường đại. Dược Xuyên há to miệng, không dám tin, Linh Hải Nguyên Tông một chảo liền đập phát nổ, đây là thực lực cỡ nào? Mục Phong không cảm thấy chấn kinh, cái này thanh hổ cỗ này phù khôi thân thể thế nhưng là ngũ giai linh khôi, bản thân đã có có thể chiến võ đạo vương giả thực lực. Mà lại cái này thanh hổ còn tinh thông đạo văn, thực lực càng là đáng sợ. Mà kia Nguyên Tông nữ tử ba người gặp một màn này, trong đôi mắt hiện lên một cỗ sợ hãi thật sâu chi sắc. Trốn, kia Nguyên Tông nữ tử quả nhiên hạ lệnh ba người phân hóa thành ba đạo lưu quang hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy thật là đáng sợ cái này thanh hổ phù khôi thực lực tuyệt không phải bọn hắn có thể cùng địch nổi không trốn nữa ngay cả mạng sống cũng không còn ở trước mặt ta muốn chạy trốn trốn được sao thanh hổ trong đôi mắt nổi lên một tia trêu tức khinh thường hổ trưởng đạp mạnh hư không từng cái từng cái trận văn sinh ra tứ tán hư không chỉ vuông tròn mấy ngàn mét bên ngoài một đạo kim sắc kết giới trận pháp trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này phân trốn ba người bịch một tiếng đâm vào kết giới bên trên bị cắt đứt đường đi nhìn qua kết giới trên mặt nổi lên sợ hãi cùng tuyệt vọng bản tòa cũng nhiều năm chưa giết người cảm thụ tử vong a à. thanh hổ cười lạnh thân hình biến thành một đạo thanh sắc lưu quang nhanh như thiểm điện hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở một người trong đó trước người hổ chảo nhô ra trực tiếp đem người này đập bạo thành bột mịn lại đánh chết một người thanh hổ thân hình lại bạo sát hướng về phía một người khác hổ khẩu bên trong phun ra một đạo kinh thiên động địa cường đại màu xanh sóng sung kích, hổ khiếu trận trận giết người này phát ra tuyệt vọng một kích, toàn thân nguyên lực hội tụ đấm ra một quyền biến thành kim sắc quyền mang oanh sát hướng về phía thanh hổ oanh sóng sung kích thế như trẻ tre oanh sát nát quyền này mang quyền mang trực tiếp mẫn diệt thế không thể đỡ a à, người này rú thảm ở giữa bị sung kích sóng đánh nát thành mảnh vỡ biến thành cho tàn một chiêu miểu sát đều là một chiêu miểu sát cường đại như linh hải nguyên tông tại thanh hổ trước mặt tựa như không có sức hoàn thủ sâu kiến. Không, kia nguyên tông nữ tử gặp từng cảnh tượng ấy triệt để tuyệt vọng, run rẩy thân thể, nhìn qua thanh hổ từng bước một tại hư không dạo bước mà tới. Bản tọa hỏi ngươi, các ngươi xuất từ hà phương thế lực. Thanh hổ thanh âm như là tiếng sấm, trực tiếp quanh quẩn tại cái này nguyên tông nữ tử linh đài linh hải bên trong. Ta, chúng ta xuất từ, nữ tử cơ hồ là giống như máy móc nói, như là ngốc trệ. Lại là vương triều người, thanh hổ nghe vậy có chút kinh ngạc, trong mắt tinh mang chấp động, sau đó nói, vương triều lấy diệt, các người cử động lần này sẽ chỉ làm chu vũ vương triều võ đạo thế lực càng thêm suy bại, vốn nên đọc lấy tình cũ lưu các người một mạng, bất quá các người dám vi phạm tông sư chi lệnh, lại đối đạo cung truyền nhân xuất thủ, chớ trách bản tỏa vô tình. Thanh hổ nói xong, một trường rơi xuống, cuồng bạo hổ kình trực tiếp đem cái này linh hải nguyên tông nữ tử cũng đập bạo phá vỡ thành bột mịn. Một tên sau cùng nguyên tông, vẫn, thật là đáng sợ, giết linh hải nguyên tông như là giết gà giết chó một dược phương điện điện vệ trấn kinh nói, cái này thanh hổ, đến cùng là lai lịch gì? Mục Phong rung động trong lòng, đây không phải hắn lần thứ nhất trông thấy võ đạo vương giả cấp bậc cường giả xuất thủ. Bất quá lần này, gặp võ đạo vương giả thực lực đánh giết nguyên tông chàng diện xác thực rung động. Thanh hổ hời hợt đánh chết bốn người này, thu trận văn, kết giới biến mất, tùy theo nhìn phía Mục Phong. Nhiều ít tiền bối xuất thủ cứu giúp, Mục Phong cảm kích nói, hạ thấp người thi lễ. Thanh hổ nhìn qua Mục Phong, Trước đó hết thảy đều tại hắn linh thức cảm giác bên trong, vốn là sát phạt quả đoán hắn đối mục phong tính cách cũng là có chút thưởng thức. Không cần đa lễ, nếu là thật sự để ngươi tại đạo cung trước cửa bị người đánh chết, kia thu vũ đạo cung còn mặt mũi nào mà tồn tại, bất quá về sau ngươi lại bên ngoài sông sáo, lại có cái gì hỏa sát thân, nhưng liền không có người khả năng giúp đỡ đạt được ngươi. Thanh hồ đạm mạc nói, vãn bối về sau làm việc sẽ thêm càng cẩn thận, mục phong nói, từ nay về sau, tự giải quyết cho tốt. Chớ để ngươi đạo văn thiên phú chôn ở cát bụi bên trong." Thanh hổ nhẹ gật đầu, sau đó bay vào Thu Vũ Đạo Cung bên trong. Phía trên tinh không bên trong, lục tinh chuyển động, đại địa bên trên trận văn chấp động, đạo đạo quang hoa mút trời mà lên, Thu Vũ Đạo Cung phát ra màu xanh nhạt ánh sáng mang, dần dần chìm xuống, ẩn vào phía dưới trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa từng có xuất hiện qua, hoang cổ trong thành thị, thê lương thú giống thỉnh thoảng truyền đến. Đám người nhìn qua Thu Vũ Đạo Cung biến mất không thấy gì nữa, trong lòng cảm thán, sau đó từng tia ánh mắt lại ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Hắn, thật đạt được thu vũ tông sư truyền thừa sao? Mà Mục Phong nhìn qua biến mất thu vũ đạo cung khẽ thở dài một cái, lần tiếp theo xuất thế, kia lại chính là trăm năm về sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 609, kỳ hạn sắp tới. Cái này thanh hổ tiền bối, bản thân chỉ sợ sẽ là ngũ giai phù khôi A. Phương Ngộ nhìn qua biến mất thu vũ đạo cung nói, thật không biết, lần tiếp theo thu vũ đạo cung xuất thế lại chính là lúc nào. Dược xuyên cũng khe khẽ thở dài, lần này đạo cung lịch luyện khảo hạch, chỉ sợ mình cũng sẽ trung thân khó quên đi. Có lẽ vậy sẽ là trăm năm về sau đi, thời điểm đó chúng ta, có lẽ không tiếp tục gặp thu vũ đạo cung tư cách. Mục Phong nói, tiếp qua trăm năm, hắn cũng không biết mình sẽ tới cảnh giới gì, mà linh hải cảnh phía dưới, mới có tư cách tiến vào cái này thu vũ đạo cung. Đi thôi, còn có 10 ngày liền đến truyền tống thời gian, nắm chặt thời gian, nhiều tại linh văn thí luyện chi địa tăng lên mình. Mục Phong nói, thân hình khẽ động, bay thấp hạ thành khu. Dược xuyên phương ngộ cát minh tuyết, cùng dược phương điện một đám nhân mã cũng theo Mục Phong rời đi. Đám người lần lượt rời đi về sau lại tiếp tục tại linh văn thí luyện chi địa lịch luyện, lĩnh ngộ trong đó linh đạo văn văn, tu hành tự thân. Nào đó tòa nhà trong lầu các, Mục Phong, Phương Ngộ, Dược Xuyên, Cát Minh Tuyết mấy người ngồi trên mặt đất. Huynh đệ, người thật đạt được thu vũ tông sư truyền thừa. Dược xuyên nhịn không được hỏi, phương mộ cát minh tuyết cũng mong đợi nhìn qua mục phong. Mục phong cười nhạt một tiếng, trên bàn tay phù quang lượn lờ, một bản lóe ra tinh thần quang huy tử sắc văn điển xuất hiện ở mục phong trong tay. Ba người khiếp sợ nhìn qua mục phong trong tay văn điển. Đây chính là trong truyền thuyết thu dấu tứ đạo văn điển sao. Cát minh tuyết thì thào nói, trong mắt ba người có chấn kinh, hâm mộ, bất quá không có tham lam bản này thu vũ văn điển cũng coi là một kiện linh khí đã nhận chủ trừ ta ra người đều không cách nào quan sát bất quá một hồi ta sẽ đem trong đó các ngươi có thể tu hành trận văn hoặc đan văn trực tiếp khắc lục một phần cho các ngươi mục phong cười nói bản này thu vũ văn điển hắn cũng không có ý định một mình tư tàng những ngày này nhiều như rừng sự tình các loại phương ngộ dược xuyên đám người tình nghĩa đủ để cho mục phong đem mấy người kia xem như có thể kết giao tâm bằng hữu ha ha cám ơn ta liền không nói bất quá huynh đệ ta dược xuyên nhận định ngươi cũng không phải vì cái gì ngươi cái này thu vũ văn điền mà là ngươi người này dược xuyên cười nói phương ngộ cát minh tuyết cũng là trở nên kích động cảm kích nhìn qua mục phong bất quá cũng chưa hề nói tạ ta biết không quan hệ lợi ích chỉ ở thực tình mục phong cười nói đưa tay ra không quan hệ lợi ích chỉ ở thực tình bốn người nhìn nhau cười một tiếng đưa tay nắm chặt thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt bảy ngày thời gian trôi qua Mục Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên bàn tay, có từng đạo kim sắc linh văn sen lẫn mà ra. Cái này linh văn bên trong, tràn đầy một cỗ sát phạt chi lực, sen lẫn tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua, linh văn ngưng tụ thành hình, Mục Phong ánh mắt đại phóng, một tiếng quát nhẹ, một trưởng hướng xa xa hư không đập giết mà ra. Giống, linh văn phun trào, ẩn ẩn có từng đợt tiếng long ngâm vang, linh văn biến thành một đạo gần trượng lớn nhỏ kim sắc long chảo chụp giết mà xuống. Đạo này kim sắc long chảo gào thét ở giữa sát phạt chi lực phun trào, oanh một tiếng tiếng vang, đập vào một tòa vứt bỏ lầu các bên trên. Ầm ầm, to lớn lầu các bạo tạc oanh minh, bị một chảo này oanh kích sụp đổ. Một kích này uy lực cường hãn, chỉ sợ nguyên đan thất trọng người tu luyện cũng không thể đỡ một kích này. Mục Phong lộ ra mỉm cười, tu hành 7 ngày, rốt cục đem cái này thức tứ giai hạ phẩm đấu chiến linh văn cầm long chảo lĩnh ngộ tu hành mà ra. Ta đi, mới 7 ngày, người cái tên này đã đem cầm long chảo tu luyện ra thật sự là yêu nghiệt. Dược xuyên phương ngộ cát minh tuyết ba người bị mục phong động tính kinh đến, dược xuyên kinh ngạc nói. Chỉ là vừa có lĩnh ngộ tu luyện mà ra, một thức này đấu chiến linh văn uy lực còn không có chân chính hoàn toàn phát huy ra, ngưng văn tốc độ cũng có chút chậm chạp, còn không thể linh hoạt dùng cho chiến đấu bên trong. Mục phong cười nói, đúng rồi. Minh Tuyết đột phá tam giai văn sư, cũng trở thành tứ giai linh văn sư. Phương Ngộ cười nói, Mục Phong có chút kinh ngạc, nhìn qua Minh Tuyết, cười nói, có thể a à Minh Tuyết, từ nay về sau, người chính là tứ giai linh văn đan sư. Cát Minh Tuyết cũng là một mặt hưng phấn, bị Mục Phong như thế khen một cái thưởng, có chút ngại ngùng cười nói, ba người các ngươi đều đã là lợi hại tứ giai linh văn sư, ta lạc hậu các ngươi rất nhiều đâu. Rất lợi hại, về sau Minh Tuyết nhất định có thể trở thành danh chấn chu võ đan đạo tông sư. Ba người cười nói, tốt, còn có ba ngày thời gian liền đến kỳ hạn, tất cả mọi người nắm chặt thời gian, nhiều tại cái này linh văn thí luyện chi địa lính ngộ linh văn A. Mục Phong nói, mấy người gật đầu, kết bạn cùng một chỗ tại linh văn thí luyện chi địa bên trong sông Sáo. Âm ầm mấy người tiến vào một mảnh khác thành khu không lâu, một trận chiến đấu tiếng oanh minh chuyển đến, bốn người nhìn nhau, lập tức hướng năng lượng ba động chỗ chạy tới. Giết, mà tại trên một con đường, một đám nhân mã, đang cùng một bộ cao lớn khôi ngô thân ảnh kịch chiến ở cùng nhau, nguyên lực oanh minh, các loại công kích, linh văn cuồng oanh loạn tạc. Đám người này ngửa có hơn 10 người, chính là Khương gia một đội nhân mã, mà vì thủ người, rõ ràng là Khương Phong. Mà cùng bọn hắn chiến đấu là một bộ cường đại người hình phù khôi, cỗ này phù khôi cao 2 mét, ngoại hình như sắt tháp cự hán, toàn thân lượn lờ kim sắc phù quang, năng lượng cường đại ba động lưu chuyển. Cỗ này phù khôi, rõ ràng là một bộ tam giai thượng phẩm phù khôi, thực lực có thể so với nguyên đan đại thiên vị cường giả, đao thương bất nhập, cực kỳ lợi hại, trong tay vung vẩy một thanh to lớn chiến đao, huy động ở giữa thanh thế dọa người. Giống, cái này phù khôi trong miệng một tiếng gầm nhẹ, một đao cuồng bổ về phía một khương gia cường giả, đồng thời bị một tên khác khương gia nguyên đan đại thiên vị cường giả công kích oanh chúng, phù quang lưu chuyển ở giữa vậy mà không chút nào tổn thương. Cái này khương gia cường giả sắc mặt đại biến, cỗ này phù khôi một đao chém nát công kích của hắn, cuồng bạo đao khí phù quang oanh sát tại hắn trên thân. Người này một tiếng hét thảm, bị một đao bổ đến thổ huyết đến bay. Đấu chiến linh văn, kinh lôi giết gào, khương phong toàn thân nguyên lực phun trào thành văn, sen lẫn biến thành một đạo cuồng bạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống hung hăng chém giết hướng về phía cái này phù khôi trên thân một kích này lôi đình chi uy cuồng bạo đánh nát cái này phù khôi trên thân phù quang đánh cho phù khôi bên ngoài thân đã nứt ra từng cái từng cái khe hở uy lực kinh người mà đổi thành một khương gia cường giả một quyền oanh kích mà xuống trực tiếp đem cái này phù khôi đánh nát cái này khương phong vậy mà cũng trong tay nắm giữ một thước đấu chiến linh văn nhìn uy lực của nó vẫn là cực kỳ cường đại Hừ, không chịu nổi một kích khương phong cười lạnh giơ tay lên vỡ vụn phù khôi mảnh vỡ bên trong một đạo màu trắng quyển trục bay về phía hắn chính là cỗ này phù khôi phương pháp luyện chế chật chật ta tưởng là ai chứ nguyên lai là chúng ta khương gia đại thiên tài mà lúc này một đạo mang theo mỉa mai tiếng vang lên khương phong bọn người nhướng mày nhìn lại chính là mục phong bốn người chậm rãi mà tới là mục phong khương phong thấy một lần mục phong bốn người hơi biến sắc mặt con người lập tức nổi lên ghen tị và tham lam, bất quá còn có kiêng kỵ. Ta nói đến một lần bên này quả đen liền gọi bậy, nguyên lai like là muốn gặp các ngươi, thật đúng là suối quẩy. Dược Xuyên cười lạnh nói, Khương Phong nghe vậy sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Dược Xuyên, Mục Phong, Phương Mộ, các ngươi tới làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 610, đánh giết Khương Phong. Ha ha, người vấn đề này hỏi được thật sự là khôi hài, con đường này cũng không phải ngươi khương ra, chúng ta tới không tới nơi này ăn thua gì tới ngươi. Phương ngộ trào phúng cười một tiếng, huynh đệ, người thu hoạch được truyền thừa sự tình, đánh giết Chu Hưng cùng Đông Phương Thần Huy cũng là gia hỏa này lan truyền ra ngoài. Dược xuyên đối bên cạnh Mục Phong nói, Mục Phong nhìn qua Khương Phong, ánh mắt cũng là lạnh lùng vô cùng. Cái này Khương Phong cố ý đem hắn thu hoạch được truyền thừa sự tình truyền bá ra ngoài, hôm đó cho hắn chiêu chọc Đông đảo sát cơ nếu không phải chính hắn thực lực coi như cường hán, có hy nguyệt, dược xuyên bọn người hỗ trợ, hôm đó chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Mục Phong trong lòng, đối cái này Khương Phong cũng bạo phát ra sát niệm. Mục Phong sát khí tiết ra ngoài, Khương Phong cũng cảm nhận được Mục Phong sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, mọi người nước giếng không phạm nước sông, các người bốn người sát khí vội vàng tới, có ý tứ gì? Mục Phong dẫn theo thanh lôi chiến thương, từng bước một đi hướng Khương Phong, lạnh lùng nói, hôm đó chính ngươi làm những gì sự tình, nói cái gì, chính ngươi rõ ràng, về phần có ý tứ gì, cũng không có ý gì, muốn giết ngươi, lý do này có đủ hay không. Mục Phong đã không che giấu chút nào sát ý của mình. Khương gia đám người hơi biến sắc mặt, nhìn phía Khương Phong. Khương gia hai tên nguyên đan cường giả cũng kiên trì đứng ra, trong đó một có người nói, Mục Văn Sư, sự tình không ai làm quá tuyệt, sống chung hòa bình, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Bọn hắn không muốn cùng Mục Phong khai chiến, mặc dù Mục Phong tu vi không cao, Bất quá thực lực đích thật là quá cường hãn. Ta vốn muốn thiện đãi thế nhân, thế nhưng là luôn có người muốn tự tìm đường chết, hai người các ngươi lăn đi, không phải, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết." Mục Phong trường thương một chỉ, lạnh lùng bá đạo, hai người sắc mặt giận đỏ, mà Mục Phong lại thương chỉ Khương Phong, lạnh lẽo nói: "Là cái nam nhân, ra đánh với ta một trận, ta bại, trên người thu vũ văn điển về ngươi, ngươi bại, ta chỉ cần một quả đầu của ngươi." Người nhà họ Khương đều nhìn phía Khương Phong, Khương Phong sắc mặt khó coi, nhìn qua mục phong trong mắt có sát y phun trào thật sự là hắn cũng bị mục phong nói lời đả động bản thân khương phong tu vi chính là nguyên đan bát trọng thiên cường giả lại là linh văn sư sát phạt thủ đoạn bản thân sức chiến đấu thế nhưng là không kém tại tinh không đạo tràng bên trong bị đào thải hắn cũng không phải thua ở bản thân thực lực tu vi bên trên mà lại thua ở đạo văn thiên phú phía trên dù sao chỗ nào phong ấn tu vi ngay cả chiến đấu linh văn đều chỉ có thể sử dụng tinh không đạo tràng thế nào có dám đánh một trận Mục Phong quát hỏi, ngươi lời nói thật là, nếu ngươi bại, có thể đem trên người ngươi thu vũ tông sư truyền thừa cho ta. Còn có, bọn hắn không được xuất thủ. Khương Phong âm thanh lạnh lùng nói, hắn nếu không chiến, chỉ sợ sau này tại Khương gia đệ tử bên trong, cũng không có cái gì địa vị đi. Cái này ngươi yên tâm, ta Mục Phong từ trước đến nay nói một không hai. Mục Phong lạnh lùng nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn. Bành, Khương Phong vừa dứt lời, đôi mắt bên trong âm lãnh chi sắc thoáng hiện thân thể đột nhiên bạo sát đánh lén thẳng hướng Mục Phong, trong tay dài ba thước kiếm chém ra bảy tám đạo sắc bén kiếm mang, cắt vỡ phương này hư không gào thét đánh tới. Phẩm hạnh ti tiện, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một thương vung chảm mà ra, thanh lôi phun trào, cường đại thanh lôi quang nhận ầm ầm chém ra, một thương đánh nát ám sát tới kiếm mang. Mà Khương Phong thân hình đã giết tới, gầm thét ở giữa trên bàn tay phù quang ngưng tụ, một đạo từ linh văn sen lẫn cường đại trưởng ấn gào thét oanh sát hướng về phía Mục Phong, chân áp mà xuống, trường ấn hóa thành mấy trường lớn nhỏ, một tòa cao lầu cũng có thể đập nát. Mục phong gầm nhẹ, một tay linh văn sen lẫn, biến thành một đạo kim sắc long chảo vung ra, cầm long chảo bộc phát kinh người sát phạt chi lực đánh vào khương phong trường ấn bên trên. Bành, bất quá cái này cầm long chảo mục phong cuối cùng vẫn là không có tu luyện tới chỗ sâu, bị cái này một ấn đập nát, cuồng bạo kinh khí diễn tấu hướng mục phong, xung kích đến mục phong thân thể không ngừng lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng. Văn sư thiên tài, chỉ có chút thực lực ấy sao còn muốn ta khương phong mệnh đi chết đi khương phong nhe răng cười càng cường đại hơn linh văn sen lẫn mà ra biến thành một đạo cuồng bạo lôi đình oanh sát hướng về phía mục phong đạo này lôi đình cuồng bạo lực lượng hoàn toàn có thể đem mục phong đánh nát thành bột mịn dùng lôi đình công kích đối phó ta không biết sống chết vạn kiếp lôi thần quyết mục phong cười lạnh thể nội lôi đình cương nguyên lực điên cuồng gào thét tại nguyên mạch bên trong đã vận hành lên vạn kiếp lôi thần quyết tâm pháp một trường đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ oanh ra, đánh vào đạo này kinh lôi công kích. Oanh một tiếng, kinh lôi công kích đem đại thiên lôi thần ấn đánh nát, uy lực giảm mạnh một chút ngăn cản trong nháy mắt sau tiếp tục oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi cương nguyên lực đã tuôn ra, chung quanh biến thành mấy chục mét phạm vi khu vực gài mìn. Oanh, cái này kinh lôi phóng đi khu vực gài mìn về sau, lôi đình chi lực trong nháy mắt bị khu vực gài mìn hấp thu rất nhiều, xung kích tại Mục Phong trên thân thể, bị vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển lôi đình cương nguyên lực thôn vệ vào mục phong thể nội. Mục phong, không thấy thương thế, cái gì, cái này sao có thể. Khương phong gặp một màn này hoảng hốt, hắn nhưng là rõ ràng mình một kích kiệu uy lực cường đại, coi như mục phong là lôi thuộc tính người tu luyện, cũng ngăn không được đi. Thế nhưng là hắn lôi đình công kích, lại bị mục phong hấp thu, mà mục phong lông tóc không thương. Đây là có chuyện gì, Khương phong kinh lôi giết gào một kích, vậy mà đối mục phong không có tạo thành thương thế. Kinh lôi giết gào thế nhưng là Khương Phong tu luyện đến đại thành tứ giai hạ phẩm đấu chiến văn A, uy lực sao mà kinh khủng, Mục Phong liền xem như lôi tu, cũng không trở thành có mạnh như vậy lôi đình sức chống cự đi. Khương ra bên trong người nhìn qua ván này chiến đấu cũng là khiếp sợ không thôi. Mục huynh tu luyện lôi đạo công pháp thật mạnh, Dược Xuyên cũng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đây chính là người đạo văn thực lực sao, thật sự là yếu đến đáng thương. Mục Phong nghĩa mai cười một tiếng, cương nguyên lực ầm ầm ở giữa ngưng hóa linh văn, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm lơ lửng bên người, kinh người kiếm ý cùng lôi oai tràn ngập. "Để ngươi nhìn xem ta đạo văn một kích, bách kiếm quy lưu." Mục Phong gầm nhẹ, hai tay huy động, trăm kiếm hội tụ thành dòng thác kiếm khí xung kích quét sạch hướng về phía Khương Phong, kiếm khí gào thét trường không, hung lệ kiếm ý bao phủ Khương Phong, Khương Phong trong lòng như đọa ba cửu trời đông giá rét. "Lui!" Khương Phong sắc mặt đại biến nhanh lùi lại bất quá dòng thác kiếm khí khống chế đánh thẳng tới trực tiếp đánh nát hắn phòng ngự hộ thể xung kích tại trên thân thể a bành rú thảm ở giữa khương phong bị đạo đạo kiếm khí vạch phá thân thể bịch một tiếng vỡ vụn biến thành một đoàn huyết vụ bạo tạc thì cốt không còn kiếm khí cuồn cuộn tận chân trời mục phong vung tay lên khương phong nguyên đan cùng càn khôn giới chỉ trực tiếp bị thu lấy nguyên đan ném cho tiểu thiên xem như đồ ăn vặt thôn phệ khương phong người nhà họ khương gầm thét cắn răng nhìn qua mục phong trong lòng phẫn nộ bất quá lại là không có người nhảy ra vì Khương Phong báo thù. Đồng thời cũng là lại một lần nữa chấn kinh Mục Phong thực lực, Mục Phong kia một thức kiếm văn công kích, nhìn uy lực của nó, tuyệt đối cũng là một môn đấu chiến linh văn, mà lại phẩm giai không thấp. Các ngươi có thể vì hắn báo thù, Mục Phong nhìn qua người nhà họ Khương bình thản nói, tựa hồ không đem những người này để ở trong mắt. Người nhà họ Khương từng cái sắc mặt âm trầm, không nói gì, một Khương gia cường giả gầm nhẹ một chữ đi, đám người này ngựa trực tiếp rời đi con đường này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 611, trận pháp lại khải. Mục Phong, hy vọng người rời đi cái này linh văn thí luyện chi địa sau còn có thể cuồng võng như vậy. Một khương gia cường giả chạy không cam lòng quát, trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Chán ghét ra hỏa, phải bị giết, dược xuyên nhiều ngụm nước miếng. Mục huynh, bây giờ thực lực của ngươi, chỉ sợ đều có xung kích tiềm long bảng tư cách a Phương ngộ sợ hãi thán phục nói, Mục huynh thực lực mặc dù có thể địch nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả, bất quá ta nhìn cách xung kích tiềm long bảng vẫn còn có chút độ khó. Dược xuyên cao mày nói, tiềm long bảng bên trên nhân vật, từng cái đều là các thế lực lớn bên trong võ đạo thiên kiêu, chiến đấu tên điên, cơ hồ đều là lĩnh ngộ chân lý võ đạo tồn tại. Ừm, coi như kém một chút, tương ứng cũng không phải rất xa xôi, bất quá muốn nói tiềm long bảng nhân vật, vẫn là phải nói lên thiên linh tông ngô thương, tên kia, tuổi còn trẻ tu vi đến nguyên đan cảnh đại thiên vị không nói, chân lý võ đạo càng là lĩnh ngộ được đệ nhất cảnh cảnh giới viên mãn, chiến lực có thể địch nguyên tông cường giả, thật sự là yêu nghiệt. Phương Mộ nói, tiềm long bảng, mục phong nghe vậy trong con người có tinh quang lưu truyền, ẩn chứa một cỗ chiến ý. Một ngày nào đó, phía trên kia sẽ có tên của ta. Mục phong nắm chặt nắm đấm nói, đúng rồi, Phương Huynh, ngày đó gặp phải cửu thiên trên tiềm long bảng xếp hạng nhiều ít tới. Mục phong hỏi, cửu thiên, làm sao, các ngươi giao thủ với hắn rồi. Dược xuyên hỏi, ừm, um, ngày đó gặp phải hoàn toàn chính xác bạo phát điểm xung đột, bất quá về sau bị một nguyên tông cường giả đột nhiên xuất hiện đánh gãy, ta cùng hắn giao rồi tay, thực lực rất mạnh. Mục Phong gật đầu nói, cửu thiên chỉ là xếp hạng tiềm long bảng đuôi mặt mấy tên, trên tiềm long bảng xem như hạng chót tồn tại, bất quá sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ sợ nguyên đan đại thiên vị cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, kim chi chân ý cũng lĩnh ngộ được nhập cảnh đại thành bốn người vừa đi vừa nói chuyện đúng rồi ta nhớ được cách lần tiếp theo tiềm long bảng mở ra còn có thời gian nửa năm đi mục phong đến lúc đó thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đi khiêu chiến một chút cát minh tuyết nói mục phong vẫn không nói gì mà dược xuyên đã là lầm bầm lầu bầu cảm thán nói ra tiềm long bảng mở ra a à, đến lúc đó toàn bộ chu vũ vương triều tám châu bên trong tất cả thanh niên nhân vật thiên tài đều sẽ đi mấy vạn thanh niên võ giả giao phong đây mới thực sự là thịnh thế, chàng diện so mục châu thành thanh niên văn sư thi đấu còn muốn hùng vĩ. Tiềm long bảng thịnh sự sẽ ở kia một châu mở ra. Mục phong hứng thú, hỏi, những năm qua đều là tại Trung Châu Thành, năm nay có lẽ còn là tại Trung Châu A. Dược xuyên nói, Trung Châu Thành, mục phong trong mắt thần thái sáng láng, cười nói, đến lúc đó nhất định sẽ đi một trận chiến, chiếu cố tám châu thiên kiêu. Ha ha, ta cũng vậy, ta nếu có thể tại tiềm long bảng mở ra thời điểm tu luyện tới nguyên đan thất trọng, ta cũng nhất định sẽ đi tham gia, bằng vào huyết mạch của ta, nhất định có thể giết ra sừng đầu, nói không chừng có thể danh liệt tiềm long bảng đâu. Dược xuyên cũng cười nói, mục phong cùng phương ngộ ba người nhưng không có xem như là trò đùa, mập mạp thiềm hóa về sau thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố, trước mắt tu vi, liền ẩn ẩn có thể cùng nguyên đan đại thiên vị cường giả giao phong. Mà lại toàn thân mang kịch độc, bị độc đụng phải không chết cũng sẽ rơi lấp ra. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cho các người cố lên, cho các người luyện chế nhiều lấy bổ sung nguyên lực linh đan. Cát Minh Tuyết cũng cười nói, ha ha, quyết định, bốn người trong lúc nói cười, ở trên con đường này dần dần từng bước đi đến. Còn lại ba ngày, mục phong bốn người một mực tại cùng một chỗ, ngộ đạo văn, trao đổi lẫn nhau học tập, thỉnh thoảng còn luận bàn đạo văn, rất nhanh, ba ngày thời gian liền vội vàng trôi qua. Mà một ngày này, cũng đến một tháng kỳ hạn hạn thời gian. Linh văn thí luyện chi địa bên trên bầu trời, một trận tiếng oanh minh vang, trận văn sen lẫn, không gian thật lớn vòng xoáy xuất hiện ở phía trên, đi ra truyền tống trận pháp lần nữa khởi động. Thời gian cuối cùng đã tới sao? Từng vị tại Linh Văn thí luyện chi địa tu hành đạo văn sư nhóm, nhìn lên bầu trời bên trong truyền tống trận pháp, còn có một tia không bỏ rời đi. Nơi này đạo văn nhiều lắm, mặc dù tràn đầy nguy hiểm, bất quá đích thật là văn sư tốt nhất chỗ tu luyện. Có không ít đạo văn sư tiến vào nơi này sau còn đột phá mình trước đó đạo văn tu vi, có rất lớn thu hoạch, lại càng không cần phải nói nơi này cơ duyên bảo vật đông đảo nên rời đi, mọi người bắt đầu ra khỏi thành ao, hướng kia truyền tống trận pháp tiến đến. Mà tại ngoại giới, văn sư điện trên không, còn hội tụ rất nhiều nhân mã, thế lực khắp nơi đều có, trong đó còn có một số khó gặp võ đạo vương giả nhân vật. Loại này cỡ lớn không gian truyền tống trận cần năng lượng kinh người, mở ra cần dựa vào những võ đạo này các vương giả xuất lực duy trì, không phải liền cần hải lượng linh thạch. Đối với linh thạch, vốn là chân quý tài nguyên tu luyện, không có cái kia thế lực sẽ tùy ý lãng phí không biết lần này sẽ có bao nhiêu người đột phá cảnh giới, trở thành linh văn sư. Văn sư điện nhân mã bên trong, mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay, chính là văn sư điện mấy vị điện chủ. Lần trước mở ra, ta văn sư điện liền có thêm hơn 10 tên linh văn sư, lần này chắc hẳn cũng sẽ không quá kém đi, những người khác không dám nói, mục phong, phương ngộ, còn có thiết khiếu những thiên tài này nhân vật chắc hẳn sẽ có đột phá a. À. Trận sư điện chủ cười nói, thiết viêm điện chủ lộ ra một vòng ý cười, nói thiết khiếu đã đến tam giai thượng phẩm cảnh giới đỉnh phong lần này ra hẳn là sẽ đột phá đến linh giai đi về phần mục phong nói mục phong thiết phiêm sắc mặt hơi trầm xuống trong mắt thần sắc trở nên phức tạp tiểu tử kia là không thể nào còn sống ra thiết phiêm trong lòng âm thầm cười lạnh bất quá nếu là thiết phiêm biết thiết khiếu đã bị mục phong đánh giết tâm tình không biết sẽ có bao nhiêu đặc sắc ra có người hoảng sợ nói chỉ gặp kia truyền tống trận pháp bên trong có từng đạo bóng người bay ra ngoài, đã có người truyền tống ra. Cái này một nhóm người rõ ràng là Đông Phương gia tộc đạo văn sư nhóm. Bất quá Đông Phương gia tộc đạo văn sư nhóm sắc mặt có chút khó coi, nhân số càng là chỉ có khoảng 40 người. Chuyện gì xảy ra, nhân số làm sao lại như thế thưa thớt. Có Đông Phương gia tộc cường giả cao mày nói, cảm giác có chút không đúng. Thế lực lớn bên trong, tiến vào linh văn thí luyện chi địa nhân số thế nhưng là có hơn trăm người. Tưởng hà, chuyện gì xảy ra, làm sao lại chỉ có các ngươi những người này? Trong gia tộc phái đi bảo hộ các ngươi hộ vệ đâu? Đông phương thần huy bọn hắn nơi đó đi, có đông phương gia tộc bên trong trưởng lão nhíu mày hỏi. Đông phương gia chủ đông phương hạo nhíu mày, cũng có chút nghi hoặc. Khởi bẩm các vị gia chủ, trưởng lão, gia tộc phái đi bảo hộ hộ vệ của chúng ta đều bị mục phong dẫn người đánh chết. Đông phương thần huy cũng bị mục phong giết, không có cao thủ hộ vệ, chúng ta có không ít đệ tử chết tại bên trong hung thú trong miệng, Tên này bị cha hỏi Đông Phương gia văn sư thấp giọng nói. Cái gì, Đông Phương gia tộc bên trong người nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt, vừa sợ vừa giận. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương hạo trầm giọng hỏi, lớn lao uy áp dọa đến đám người này lập tức quỳ xuống. Chúng ta tiến vào linh văn thí luyện chi địa về sau, gặp phải thu vũ đạo cung xuất thế. Có đệ tử vội vàng một năm một người nói, Đông Phương gia tộc chúng cường giả sau khi nghe xong đều là một mặt chấn kinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 612, Văn Điện Sát Cơ, người nói, mục phong tiểu tử kia, đạt được thu vũ tông sư truyền thừa. Đông Phương Hạo ngưng trọng nói, tựa hồ quên trước đó mục phong đánh giết Đông Phương gia văn sư thiên tài sự tình. Không sai, việc này tiến vào linh văn thí luyện chi địa người đều hẳn phải biết. Tên này Đông Phương gia đệ tử khẳng định nói, gia chủ, Mục phong tiểu tử kia được thu vũ tông sư truyền thừa, chỉ sợ về sau văn sư điện thế lực sẽ càng phát ra cường đại A. À. Một đông phương gia tộc bên trong trưởng lão lo lắng nói. Đông phương hạo trong mắt chớp động sắc bén phong mang, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, người chu gia cũng ra truyền tống trận, cùng đông phương gia tộc bên trong nhân mã, chu gia đồng giảng không có còn lại nhiều ít văn sư, ra chỉ có ba mươi mấy cái mà thôi. Cái gì, mục phong vậy mà được thu vũ tông sư truyền thừa. Chu U Vương Trấn Kinh nói, chu ra một đám trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi không nghĩ tới thu vô tông sư truyền thừa vậy mà tại lần này xuất thế bất quá ta không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân thủ săn giết mục phong sao sáu ảnh bọn hắn đang làm cái gì thành tựu chu u vương sắc mặt âm trầm vô cùng chết một ít đạo văn sư hắn không quan tâm thế nhưng là cái này thu vũ tông sư truyền thừa hắn nhưng chính là quá quan tâm đây chính là chu vũ vương triều đỉnh phong thời kỳ thứ nhất đạo văn sư truyền thừa a gia chủ Việc này như thế nào cho phải? Chuyện này có thể hay không ảnh hưởng chúng ta tương lai bố cục phát triển? Có chu gia trưởng lão lo lắng, không thể để cho văn sư điện đạt được thu vũ tông sư truyền thừa. chu U Vương lạnh lẽo nói, theo một phương phe thế lực đệ tử ra, Mục Phong thu hoạch được thu vũ tông sư truyền thừa một chuyện, tại các thế lực lớn ở giữa đều lưu truyền ra, Mục Phong cái tên này lại một lần kinh khởi một trận sóng to gió lớn. Làm sao có thể, Mục Phong vậy mà thu được thu vũ tông sư truyền thừa? Thu vũ đạo cung vậy mà xuất thế, mục phong, chỉ sợ sau này văn sư điện trên đạo văn thế lực, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản đi. Tuyệt không thể để mục phong đem truyền thừa giao cho văn sư điện, không đến tương lai mục châu trong thành thế lực cách cục nhất định sẽ bị cải biến. Từng đạo kinh nghị âm thanh, tại thế lực khắp nơi bên trong vang lên, các thế lực lớn võ đạo vương giả ở giữa ánh mắt, hoặc là lạnh lẽo, hoặc là chấn kinh. Mà lúc này, lại một đám nhân mã từ trong truyền tống trận ra, chính là văn sư điện bên trong người ngựa. Văn sư điện bên trong người ngựa còn tốt, cũng không có tổn thất nhiều ít người, đám người này sau khi đi ra, lập tức hướng Văn sư điện bay tới. "Đan Trần, các ngươi ra, có gì thu hoạch?" Đan sư điện chủ cười hỏi. Văn sư điện bên trong người mặt ngựa sắc có chút phức tạp, không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà hai tên văn sư điện điện vệ, lập tức đi tới Thiết Phiêm điện chủ trước người quỳ xuống, sợ hãi nói, "Chúng ta hộ chủ vô năng, mời điện chủ trách phạt." Thiết Phiêm nhướng mày, nói ra, "Chuyện gì xảy ra? Thiết khiếu đâu?" hai tên văn sư điện vệ nhìn lẫn nhau một cái, lập tức dập đầu cất tiếng đau buồn nói, hồi điện chủ, thiết khiếu công tử hắn, hắn bị mục phong đánh chết. Cái gì, thiết viêm nghe vậy sắc mặt đại biến, như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang, sửng sốt mấy hơi, không dám tin. Sau đó trên mặt hắn nổi lên áp chế nổi giận thần sắc, trên thân tràn ngập đáng sợ khí tức, thanh âm băng lãnh như cùng cửu u hàn băng, lạnh giọng hỏi, đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy vị khác điện chủ cũng bị chấn kinh, Nhìn về phía hai người, trận sư điện chủ khẽ kêu nói, "Mau nói, đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra, Mục Phong làm sao lại đánh chết Thiết viêm. "Mục Phong, thế nhưng là nàng trận sư điện một mạch người. Việc này vẫn là ta tới nói a." À. Một tham gia Thu Vũ khảo hạch còn sống đi ra Linh Văn sư nói. Tiến vào Linh Văn thí luyện chi địa về sau, gặp Thu Vũ đạo cung xuất thế, các thế lực lớn Linh Văn sư nhóm đều tiến vào Thu Vũ đạo cung tham gia khảo hạch, Mục Phong hắn được khảo hạch thứ nhất, thu được Thu Vũ truyền thừa sau đó thiết khiếu công tử để Mục Phong đem thu vũ truyền thừa giao cho văn sư điện. Mục Phong không chịu, cùng thiết khiếu công tử phát sinh chiến đấu, trực tiếp đem thiết khiếu công tử đánh chết. Cái này Linh Văn Sư nói xong, bốn vị điện chủ đều lộ ra chấn kinh thần sắc, bao quát thiết viêm. Người nói cái gì, Mục Phong thu được thu vũ truyền thừa. Sau khi lấy lại tinh thần, đan sư điện chủ kinh hỉ nói. Không sai, việc này, chỉ sợ thế lực khác cũng đều biết. Cái này Linh Văn Sư cung kính nói. Bốn người chấn kinh, Trần sư điện chủ đại hỷ, nói, mục phong thu được thu vũ truyền thừa, vậy chúng ta văn sư điện tất nhiên sẽ nghênh đón một cái thịnh thế, siêu việt cái khác mấy cái vương triều văn sư điện cũng nói không có khả năng. Đúng vậy a à, thật không nghĩ tới, mục phong vậy mà lại thu được thu vũ truyền thừa. Hai người khác, ngoại trừ thiết viêm bên ngoài, đều là vừa mừng vừa sợ. Mà thiết viêm, cũng là một mặt chấn kinh, sau đó hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía hai tên điện vệ, hai người dọa đến đầu kề sát địa, sắc mặt trắng bệch. Hộ chủ vô năng, lưu hai người các ngươi làm gì dùng. Thiết viêm âm thanh lạnh lùng nói, một trưởng vỗ ra, một cỗ đáng sợ sát phạt chi lực trưởng kình bạo sát hướng về phía hai người. Không, hai người một tiếng gào lên đau xót, bị trưởng kình trực tiếp đập bạo thành thịt nát, bị trấn nát thành bột mịn. Thiết viêm lại nhìn phía ba vị điện chủ, âm thanh lạnh lùng nói, ba vị điện chủ chi ý là không có ý định truy cứu mục phong giết con ta chi tội rồi. Ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, đúng vậy a, à, Mục Phong còn đem thiết khiếu giết trận sư điện chủ sắc mặt cũng trầm xuống mục phong giết ai không tốt hết lần này tới lần khác giết thiết viêm nhi tử cái này khiến bọn hắn cũng khó làm sư đệ nếu không dạng này chúng ta trước lấy đại cục làm trọng lại không bận bịu truy cứu mục phong đánh giết thiết khiếu sự tình cho chúng ta đạt được thu vũ truyền thừa tại xử trí mục phong đan sư điện chủ nói việc này nếu là không cho thiết viêm một cái tốt xử lý chỉ sợ thiết viêm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ ừm ta cũng có thể làm như thế trước ổn định mục phong chờ đạt được mục phong trên người thu vũ truyền thừa, chúng ta lại giết mục phong, thay thiết khiếu chất nhi báo thù. Phù sư điện chủ lạnh lùng nói, trận sư điện chủ bình tĩnh không có nói chuyện, lần này, mục phong gây hỏa quá lớn, nàng cũng không có cách nào bảo hộ mục phong. Có thể, vậy ta trước lấy đại cục làm trọng, nếu đạt được thu vũ truyền thừa, mục phong, ta tất sát không thể nghi ngờ. Thiết viêm lạnh lẽo nói, đôi mắt bên trong còn áp chế căm giận mút trời. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực vậy mà đồng thời trầm mặc lại, bất quá từng tia ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là ngưng tụ tại kia trong truyền tống trận, đôi mắt bên trong, có cực nóng, có tham lam. Truyền tống trận lại một hồi quang mang chấp động, bốn đạo nhân ảnh truyền tống xuất hiện ở trong hư không. Mà từng tia ánh mắt, trong nháy mắt bá 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 ngưng tụ tại bốn người này trên thân, đặc biệt là ngưng tụ tại kia tóc trắng phiêu giật thẳng tắp trên thân thể. Bốn người này, chính là Mục Phong, Dược Xuyên Phương Ngộ Cát Minh Tuyết bốn người. Bốn người vừa ra tới, tự nhiên cũng cảm nhận được những người khác không giống bình thường ánh mắt đặc biệt là nhìn mục phong như là lại nhìn một cái bánh trái thơm ngon huynh đệ không khí này giống như có chút không đúng a à. dược xuyên thấp giọng nói chỉ sợ trước đó ra những người này đã đem mục huynh đạt được truyền thừa sự tình nói ra ngoài phương ngộ sắc mặt nghiêm túc nói mục phong sắc mặt bình tĩnh một đôi huyết mâu cổ sóng không sợ hãi nhìn không ra lại nghĩ cái gì bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 613, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mục Phong, chúc mừng các người có thể bình an ra. Mà lúc này, đàn sư điện chủ mang chút cái khác ba vị điện chủ tới cười nói. Khí sư điện chủ thiết viêm, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trước đó sát cơ, không còn sót lại chút gì. Sống trên trăm năm nhân vật, tâm cơ lòng dạ, đã sớm có thể làm được hớn hở ra mặt, không lộ nói nên lời thu phóng tự nhiên. Đệ tử bái kiến bốn vị điện chủ, Mục Phong hạ thấp người thi lễ, nói, cũng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Ừm, có thể bình an trở về liền tốt, về trong điện nghỉ ngơi thật tốt à. Phù sư điện chủ cũng lộ ra thân hòa tiếu dung, vậy mà không có nói thu vũ truyền thừa sự tình. Mục Phong, bất quá lúc này, lại một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, một đạo kim bào nam tử dạo bước hư không mà tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đông phương gia chủ, đông phương hạo. Đông Phương Hạo vừa đến, sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, người tại Linh Văn Thí Luyện chi địa bên trong giết ta Đông Phương gia đệ tử, người là ý gì? Tại hướng ta Đông Phương gia khiêu khích sao? Đông Phương Hạo vừa đến, trực tiếp chính là không có hảo ý, một đỉnh khiêu khích tội mũ chụp tại Mục Phong trên đầu. Đông Phương gia chủ, người đây là ý gì? Tiểu bối ở giữa tranh sát, chết hai người không phải rất bình thường sao? Đan sư điện chủ lạnh lùng nói, tựa hồ là đang ra sức bảo vệ Mục Phong. Bình thường, buồn cười, bởi vì hắn đánh chết tộc ta bên trong cao thủ hộ vệ, dẫn đến ta đông phương gia văn sư tử thương hơn phân nửa, đây cũng không phải là chết một cái hai cái chuyện, đan điện chủ, cái này mục phong dám khiêu khích ta đông phương gia tộc uy nghiêm, tội không thể tha, người này nhất định phải giao cho chúng ta đông phương gia xử lý. Đông phương hạo băng lãnh nói, đây là tại hướng văn sư điện muốn người. Tuyệt không có khả năng, mục phong là ta văn sư điện hạch tâm đệ tử, làm sao lại giao cho người đông phương gia, cứ như vậy, chẳng phải là sẽ rét lạnh ta văn sư điện đệ tử tâm. Phù sư điện chủ hiên ngang lẫm liệt nói, nếu là cũng không biết nội tình, sợ rằng sẽ coi là văn sư điện coi trọng cỡ nào bảo vệ đệ tử của mình đâu. Còn có ta chu gia, mục phong cũng đánh chết ta chu gia cao thủ hộ vệ, dẫn đến không ít ta chu gia văn sư vẫn lạc linh văn thí luyện chi địa, việc này không có khả năng tính như vậy, hoặc là giao ra mục phong, hoặc là đánh chết kẻ này, không phải, khó tiêu ta chu gia mối hận. Đây là lại một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là Chu gia đương đại gia chủ, Chu U Vương. Chu gia cũng chuẩn bị hướng Mục Phong làm khó dễ, bất quá Chu gia thiên hướng về đánh giết Mục Phong. Chu gia không có được đồ vật, cũng không thể để người khác đạt được. Các vị đây là tại uy hiếp bức bách ta văn sư điện sao? Đan sư điện chủ lạnh lẽo nói, bốn vị điện chủ đồng thời tản ra năng lượng kinh người ba động. Bốn vị điện chủ, thình lình đều là võ đạo vương giả cấp bậc nhân vật. Bức bách không dám nói, chỉ là hy vọng văn sư điện có thể rõ lý lẽ, cho chúng ta một cái công đạo mà thôi, cho đệ tử đã chết một cái công đạo. Đông phương gia tộc bên trong, một vị áo xám lão giả tóc trắng đạp không mà đến, cuồn cuộn khí thế phát ra, thình lình lại là một vị võ đạo vương giả. Đông phương phá thiên, đông phương gia đại trưởng lão, thiên phách cảnh võ đạo vương giả. Không sai, việc này nếu không xử lý tốt, chỉ sợ văn sư điện không cách nào cứ như vậy thiện a. À. Người chu ra ngựa bên trong, một vị cầm trong tay quải trượng đầu rồng áo gai lão phụ nhân đạp không mà đến, khí thế bàng bạc chu gia đại trưởng lão tuần thiến một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng nhân vật hai phe thế lực bốn tên thiên phách cảnh võ đạo vương giả uy hiếp hướng về phía văn sư điện yêu cầu văn sư điện giao người hoặc là đánh giết mục phong tám tên võ đạo vương giả rằng co trong hư không khí tức trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới có một cỗ cuồng phong tại năng lượng phát ra ở giữa gào thét gào thét mà xem như sự kiện dẫn phát người mục phong nhìn qua rằng có mấy phe nhân mã tâm sáng như hương đông phương gia chu gia lại bởi vì một chút tiểu nhân vật chết mà cùng văn sư điện rằng co muốn hắn mục phong mệnh muốn hắn mục phong vì cái gì đơn giản chính là trên người hắn thu vũ truyền thừa mà văn sư điện như thế bảo vệ hắn khí sư điện chủ thiết viêm đối với hắn đánh giết thiết khiếu sự tình há miệng không đề cập tới vì cái gì hay là hắn trên người thu vũ truyền thừa tứ đạo văn điển thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng mục phong nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới văn sư điện sẽ là bởi vì hắn thiên phú cao văn sư điện giống như này bảo vệ hắn hết thảy đều bởi vì hắn trên người truyền thừa bảo tàng thế lực khác cũng là thái độ không đồng nhất bất quá đều là an tĩnh nhìn qua văn sư điện cùng hai cái gia tộc rằng co mấy vị đây là dự định cùng ta văn sư điện khai chiến sao đan sư điện chủ âm thanh lạnh lùng nói không có ý này chẳng qua là cảm thấy hung thủ nhất định phải nghiêm trị văn sư điện làm thiên hạ văn sư đại biểu giống như này che chở hung thủ sao Đông Phương Hảo âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Văn Sư Điện muốn như thế che chở, chỉ sợ ta chu ra, cùng Văn Sư Điện về sau là không thể tiến hành bất luận cái gì giao dịch lui tới. Chu U Vương lạnh lùng nói, ha ha, thật sự là buồn cười, các vị muốn ước hiếp ta Văn Sư Điện, cũng không nhìn một chút địa phương, ta Văn Sư Điện tại Chu Vũ Vương Triều Thành lập trước liền tồn tại, là các người có thể ước hiếp, liền có thể lấn ép sao. Mà lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến, Văn Sư Điện nào đó làm trong cung điện, bạo phát ra khí thế kinh người, hét dài một tiếng, một thân ảnh phá không mà tới. Người tới khí thế bàng bạc, cuồn cuộn nguyên lực chấn áp hư không, một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng, trong hai con người ẩn chứa thần quang sáng láng. Đại điện chủ, đan sư điện chủ bốn người đều là đối với người này có chút ôm quyền thi lễ, lấy đó cung kính. Văn sư điện cao tầng kết cấu, vẫn luôn là một vị đại điện chủ, bốn vị phó điện chủ, cộng thêm trưởng lão, từ dưới chính là văn sư, vũ trang đệ tử. Là Lâm Phong, Lâm Phong điện chủ vậy mà xuất quan. Nam tử mặc áo trắng này vừa đến, Chu gia, Đông Phương gia đều là sắc mặt biến hóa. Lâm Phong, người đột phá. Đông Phương Hạo cảm thụ Lâm Phong trên thân khí thế, chấn kinh hỏi. Thiên phách tam trọng, có chút đột phá, bất quá cái này vừa đột phá, liền gặp các vị nổi lên ta văn sư điện, thật là cho là ta văn sư điện không người a. À. Lâm Phong điện chủ đứng chắp tay, nhìn qua đám người từ tốn nói. Mọi người sắc mặt âm trầm, mà đan sư điện chủ, vội vàng đem mọi chuyện truyền âm cho Lâm Phong, Lâm Phong biết được sau kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút. Mục Phong nhìn qua người này, trong lòng vi kinh, người này chính là văn sư điện đại điện chủ sao. Trên người hắn khí thế, so mọi người ở đây đều cường đại hơn mấy phần. Lâm Phong chỉ là có chút nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong liền có một loại thái sơn áp đỉnh kiềm chế, sau đó Lâm Phong đẩy ra ánh mắt, nhìn phía hai cái gia tộc bốn vị võ đạo vương giả. Các vị vẫn là thối lui đi, các người tâm tư gì chúng ta không rõ sao. Mục Phong không thể lại giao, mà ta văn sư điện từ trước đến nay là vô trong triều đạo văn phát triển mà cống hiến không có tranh bá chỉ ý, và lại, ta văn sư điện thế lực sau lưng, chỉ sợ các vị hẳn là cũng biết mấy phần A. Lâm Phong từ tốn nói, mà Chu U Vương, Đông Phương Hạo bọn người sắc mặt khó coi, hôm nay muốn ngăn cản văn sư điện thu hoạch thu vũ truyền thừa, chỉ sợ là rất không có khả năng. Việc này bỏ qua có thể, bất quá văn sư điện phải bồi thường ta Đông Phương ra 10 quyển ngũ giai linh văn. Đông Phương Hảo âm thanh lạnh lùng nói, ta Chu gia cũng là như thế, Chu U Vương Đạo, hai phe này thế lực, cuối cùng vẫn là khuất phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 614, triệt để trở mặt, thập giai ngũ giai linh văn quyển trục, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Coi như không chiếm được thu vũ truyền thừa, hai cái này thế lực, vẫn là muốn đem mình có thể được đến, tối đại hóa, tranh thủ mình lợi ích xen vào việc này đích thật là ta văn sư điện đệ tử có lỗi ta văn sư điện sẽ bồi thường lâm phong nói chỉ cần đạt được thu vũ truyền thừa những ngày bồi thường đây tính toán là cái gì đông phương gia tộc hai vị võ đạo vương giả cùng chu ra hai vị võ đạo vương giả đạt được lâm phong hứa hẹn đều không nói một lời rời đi lời này ngay trước mục châu thành các thế lực mặt hứa hẹn bọn hắn không sợ văn sư điện đổi ý hai phe nhân mã thối lui ánh mắt mọi người lại lần nữa ngưng tụ tại mục phong trên thân cái này tại thanh niên văn sư thi đấu, tứ đạo đoạt giải nhất, cái này tại linh văn thí luyện chi địa, lực áp thế lực khắp nơi nguyên đan văn sư thiên tài thiếu niên trên thân, bây giờ, hắn càng là thu hoạch được thu vũ tông sư, quấy phong vân. Lâm phong đại điện chủ cũng nhìn phía mục phong, lộ ra mỉm cười, nói, mục phong, về điện đi, có văn sư điệt, không người nào dám động tới ngươi. Mục phong nhìn qua đại điện chủ, ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo mở miệng, không. Không, mục phong vậy mà nói không. Cái này khiến tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, đại điện chủ Tiếu Dung hơi dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc, cười nói, ngươi đã an toàn. Mục Phong, về văn sư điện đi, thế lực khác không dám đối với ngươi như vậy. Đan sư điện chủ cũng hiền lành cười nói, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, hiện tại là an toàn, thế nhưng là sau khi trở về, ta giao ra truyền thừa bảo tàng đâu? Sẽ còn an toàn sao? Kia là, chỉ sợ cái thứ nhất chết, chính là ta Mục Phong đi, ngươi cứ nói đi, Thiết Viêm điện chủ. Mục Phong nhìn phía thiết viêm, khóe miệng phủ lên một tia trào phúng. Mấy vị điện chủ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, đàn sư điện chủ tiếp tục nói, Người đang nói cái gì, ngươi là ta văn sư điện đệ tử, chúng ta làm sao lại giết ngươi, ngược lại, ngươi lập xuống đại công, chúng ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi, tương lai tiếp nhận vị trí của chúng ta. Ha 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 ha, Mục Phong nghe vậy vậy mà cười to lên, trong tiếng cười, không che giấu chút nào chính là mỉa mai. Lời nói này, nếu là lúc trước, Ta Mục Phong có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng là bây giờ, ta thật không dám có chút hy vọng xa vời. Mục Phong nhìn qua mấy vị điện chủ mở miệng mỉa mai cười nói. Mấy vị điện chủ nghe vậy sắc mặt có chút chìm, các ngươi nói lời này, các ngươi tin sao? Vừa tiến vào Văn sư điện bên trong, bảo hộ ta điện vệ, đột nhiên đối ta hạ sát thủ, nếu ta không có hai điểm thực lực, chỉ sợ ta Mục Phong đã vẫn lạc chính Văn sư điện trong tay người." Mục Phong nói, đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một đạo ghi âm và ghi hình ngọc phù nguyên lực tràn vào trong đó, xuất hiện mục phong khảo vấn văn sư điện hộ vệ hình tượng, cùng thanh âm. Là thiết khiếu, là thiết khiếu công tử muốn chúng ta giết ngươi. Hình tượng bên trong, điện này vệ thống khổ nói, thanh âm quanh quẩn bầu trời. Tất cả mọi người lộ ra một tia chấn kinh, nhìn qua mục phong trong tay ngọc phù thành giống hình tượng, không dám tin. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, văn sư điện làm sao lại đối với mình dưới người sát thủ. Thiết khiếu tại linh văn thí luyện chi địa cũng bị mục phong giết, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân có ý tứ cứ như vậy văn sư điện không nhất định có thể được truyền thừa mục phong chỉ sợ đã sinh lòng hai lòng chúng thế lực xôn xao ánh mắt trở nên thú vị nhìn qua văn sư điện phương hướng mà mấy vị điện chủ sắc mặt khác nhau thiết phim trên mặt cũng rốt cục nổi lên lửa giận nghe thấy được sao nhìn thấy sao đây chính là văn sư điện đợi ta thiết khiếu cùng ta kết xuống thù hận vận dụng quan hệ an bài điện vệ giết ta mà hắn thật có lá gan này Dám để cho điện vệ đánh lén giết ta sao Đây hết thảy phía sau Có phải hay không còn có mặt khác có người đấy Thiết phiêm điện chủ Mục phong nhìn phía thiết phiêm mỉa mai cười nói Thiết phiêm đang áp chế mình lửa giận Mà thiết khiếu Về sau lại lấn trên đầu ta Để cho ta giao ra thu vũ chuyển thừa Ta cự tuyệt Đồng thời ta cũng giết hắn Thiết phiêm điện chủ Người nói ta giết thiết phiêm Người có thể tha thứ ta sao Mục phong lại một lần nữa nhìn về phía thiết phiêm chiêu tức cười hỏi. Thiết viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mục phong, thần thái băng lãnh, lộ ra sát ý. Đại cục làm trọng, lâm phong đạm mạc truyền âm nói. Thiết viêm hít một hơi thật sâu, buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, nói việc này đích thật là thiết khiếu chi sai, mưu sát đồng môn đệ tử, chết không có gì đáng tiếc, mục phong không có giết nhầm, việc này, mặc kệ ngươi. Thật không biết, thiết viêm nhịn bao lớn lửa giận mới nói câu nói này. Mục phong cười, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, cười nói, đáng tiếc, ta không tin, chư vị cũng đều nghe thấy được đi, ta mục phong, không có bất kỳ cái gì có lỗi với văn sư điện bỏ qua, ngày hôm nay ta mục phong, thoát ly văn sư điện, từ đây, cùng văn sư điện lại không một điểm liên quan. Mục phong nhìn qua những người khác nói, vậy mà tại chỗ tuyên bố muốn thoát ly văn sư điện, lại một lần đưa tới sóng to gió lớn. Lâm phong đại điện chủ đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Lâm phong lạnh như băng nói, người biết, người đang nói cái gì sao? Mục Phong nhìn qua Lâm Phong, không sợ hãi chút nào, nói ta nói, ta muốn thoát ly văn sư điện. Từ đây thiên nhai các lộ, mục phong, người đừng cho mặt không muốn mặt, thiết viêm tức giận nói, người muốn giết ta, làm gì che giấu. Mục phong nhìn qua thiết viêm lạnh lùng nói, hiện tại bầu không khí, trong nháy mắt lạnh lẽo đến cực hạn, văn sư điện, nội loạn. Sư tôn, có thể hay không xuất thủ cứu mục phong, để hắn thêm ta ta văn sư điện. Dược xuyên cầu hướng về phía một bên tóc trắng dược vương. Không thể nào, chúng ta nếu như vậy làm, là tại hướng văn sư điện tuyên chiến. Dược phương lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn để mục phong gia nhập dược phương điện, dược xuyên nghe vậy luống cuống, hắn đã dự liệu được, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Phương ngộ, cát minh tuyết, cũng lo lắng vô cùng. Ta văn sư điện như vậy hộ ngươi, ngươi cũng dám nói thoát ly ta văn sư điện, ngươi biết, phản đồ là kết cục gì sao? Lâm phong băng lãnh hỏi, là các ngươi bước ta mục phong rời khỏi, mục phong bình tĩnh nói, người tới, truy nã mục phong, thiết khiếu trực tiếp nhịn không được, gầm lên giận dữ nói. Giết, bạch, 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 lập tức, hơn 10 đạo lưu quang bay về phía mục phong, rõ ràng là hơn 10 tên nguyên đan điện vệ. sốt cục nhịn không được, lộ ra răng nanh sao, mục phong cười lạnh, nhìn qua hơn 10 đạo khí thế minh mông đánh tới, không sợ chút nào, một trường vỗ nhập hư không, trận văn sen lẫn, kiếm khí mọc lan tràn cuồn cuộn tận chân trời. Ngạo giống, gáy, bạch hổ ngưng tụ gào thét, chu tước huyết dài, thanh long hoành không, huyền vũ chân thế. Tứ tượng kiếm trận, tụ, giết, mục phong khống chế tứ tượng kiếm trận, ngừng tụ thành một đạo kinh thế kiếm quang, chém giết hướng về phía một người. Một kiếm này uy lực chi bằng bạc, có thể so với nguyên tông một kích. Không, một nguyên đan điện vệ kêu thảm ở giữa bị một kiếm chém giết bạo tạc, hài cốt không còn. Âm ầm từng đạo cực kỳ cường hãn công kích đánh tới, kiếm quang phân tụ tứ linh, thủ hộ mục phong bên người, bảo hộ mục phong, đồng thời tiếp nhận ngăn cản công kích bạch hổ gào thét, một chảo đánh ra, kiếm khí quét sạch như gió, đánh vào một điện vệ trên thân, trực tiếp oanh bạo đối phương cương nguyên hộ thể, đem người này cắt chém thành từng khối thịt nát. Mục phong khống chế linh giai trận pháp, cùng bạo kích giết cái này đánh tới hơn 10 tên điện vệ, cái này hơn 10 người, vậy mà không làm gì được mục phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 615, điên cuồng một trận chiến. a à, Thanh Long gào thét, trong miệng phun ra kiếm khí màu xanh trường hà, lại một điện vệ vẫn lạc tại kiếm trận uy lực phía dưới. Chu tước huyết dài, hỏa diễm kiếm khí quét sạch trường không, xung kích bao phủ một điện vệ, ngọn lửa kia kiếm khí đâm vào tên này điện vệ thể nội, đem người này ngũ tạng lục phủ thiêu thành cho tàn. Từng vị văn sư điện bên trong điện vệ vẫn lạc tại cái này tứ tượng kiếm trận phía dưới, thiếu niên đạo văn tu vi, lại một lần nữa chấn kinh đám người. Linh văn sư xuất thủ, phá trận, truy nã mục phong, Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn qua một màn này nói, trong mắt hắn, Mục Phong bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà lấy. Hắn là võ đạo vương giả, mới khinh thường để đối một cái nguyên đan cảnh tiểu bối nhân vật xuất thủ. Vâng, Lâm Phong đại điện chủ tiếng nói rơi, lập tức có văn sư điện bên trong cường đại linh văn sư đáp lại. Chỉ gặp một người trung niên nam tử bước ra một bước, trận văn sen lẫn, tuôn hướng Mục Phong khống chế tứ tượng kiếm trận, từng cái từng cái trận văn quét sạch hướng về phía Mục Phong khống chế tứ tượng kiếm trận tràn vào trong đó, tứ linh rên rỉ, linh văn bị phá hư, oanh một tiếng vỡ vụn thành kiếm khí. Một bước phá mục phong trận pháp, nam tử này, thật là đáng sợ đạo văn tu vi, chỉ ít cũng là tứ giai trung phẩm linh văn sư, thậm chí càng mạnh. Mục phong, thúc thủ chịu trói đi, trung niên nam tử này đã mạc nói, đồng thời, đạo văn sen lẫn biến thành từng đầu màu đen cự mãng quét sạch quấn quanh hướng về phía mục phong đạo văn này rõ ràng là một loại trói buộc đạo văn thúc thủ chịu trói ta mục phong trong từ điển liền không có bốn chữ này, bách kiếm quy lưu. Mục phong gầm thét, toàn thân nguyên lực ngưng tụ kiếm văn, biến thành mấy trăm chuôi cương nguyên văn kiếm, hội tụ thành một đạo kiếm khí trường hà đánh về phía trói buộc mà đến từng cái từng cái đạo văn, đem nó oanh kích vỡ vụn, kiếm văn trực tiếp phá hủy đạo văn này. Đấu chiến văn, trung niên nam tử này lộ ra một tia kinh ngạc, điện chủ, đợi ta xuất thủ truy nã kẻ này. Một văn sư điện bên trong linh hải nguyên tông chấp sự nhìn không được, chủ động mời mịch sau đó hóa thành một đạo lưu quang băng thẳng hướng mục phong tên này nguyên tông chấp sự khí thế bàng bạc, tu vi cường đại, tại linh hải cảnh nhất trọng, một tay hướng mục phong chụp tới, đáng sợ nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu vàng óng chụp vào mục phong. Oanh, cái này bàn tay lớn màu vàng óng một trường băng theo bách kiếm quy lưu, cuồng bạo kinh khí diễn tấu tại mục phong trên thân, mục phong thổ huyết mà bay, thân thể trong hư không lăn lộn, phía sau hai cánh sinh ra, lúc này mới vững vàng dừng lại thân hình. Đây chính là các người chân chính xác mặt sao. Nguyên đàn cảnh bên trong không người làm gì được ta, hiện tại lại để cho Linh Hải Nguyên Tông xuất thủ, các người thật đúng là có mặt a." À. Mục Phong lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, cười lạnh nói. "Đối với phản đồ, ta Văn sư điện từ trước đến nay không nể tình." Kia Nguyên Tông chấp sự tiếp tục lạnh lùng nói, thân hình hướng Mục Phong bạo sát mà tới. "Đã như vậy, vậy liền để ta chiến thống khoái, cho dù chết, ta Mục Phong cũng muốn nhiều kéo hai người đệm lưng, tu la huyết tế, đốt." Mục Phong gầm thét thể nội tinh huyết sôi trào gào thét, trong nháy mắt tu la hóa, xương vai, huyết phải hiển hiện, sắc mặt dữ tợn. Gầm thét ở giữa, thể nội tinh huyết thiêu đốt biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ, phun trào hướng về phía mục Phong thể nội, biến thành cuồn cuộn nguyên lực lao nhanh. Nguyên đan lục trọng phá, nguyên đan thất trọng phá, nguyên đan bát trọng phá, mục Phong bên ngoài thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, khí thế tại lấy điên cuồng tình trạng kéo lên, hô hấp ở giữa, thình lình bùng lên đến linh hải nguyên tông cảnh, nguyên lực tăng lên hơn 10 lần khí tức cường đại tràn ngập mà ra, mục phong gầm nhẹ. Giống, trong tay một thanh phát ra vô tận hung uy cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, mục phong một tiếng gầm nhẹ, một kiếm bổ ra. Mục phong trên người hung thần huyết nguyên, phảng phất không bàn mà hợp cổ kiếm, cổ kiếm phun trào dài chừng 10 trượng kiếm khí, phù quang lượn lờ, một đạo kiếm văn tại trong kiếm sinh ra. Diệt, cái này linh hải nguyên tông lại một chảo hướng mục phong bạo sát mà đến, cuồn cuộn chảo kinh lao nhanh gào thét, sát phạt chi lực kinh người, oanh sát hướng về phía mục phong phá hư văn trảm, mục phong gầm thét, một kiếm bổ ra, một đạo kinh khủng kiếm mang màu đỏ ngòm mang theo kinh người hung lệ kiếm ý chém ra. Oanh, một kiếm này, trực tiếp chạm phát nổ trưởng kinh, kiếm mang bổ về phía cái này linh hải nguyên tông. Cái gì, tiểu tử này lực công kích, làm sao trong nháy mắt tăng lên nhiều như vậy? Cái này linh hải nguyên tông quá sợ hãi, sau đó oanh sát một quyền, cuồng bạo quyền quang đem kiếm mang vỡ nát, bất quá hắn cũng bị chấn động đến lui về sau hai bước, chấn kinh nhìn qua mục phong huyết mạch chi lực, vẫn là dị tộc, Lâm Phong gặp một màn này lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi kinh ngạc, thật mạnh huyết mạch chi lực, vậy mà có thể để chiến lược một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Mấy vị khác điện chủ cũng có chút kinh ngạc, thiết viêm cũng nhịn không được muốn tự mình xuất thủ xóa bỏ Mục Phong. Thế nhưng là Mục Phong không thể giết, chỉ có thể sống bắt. Quản các ngươi quái vật gì, hôm nay ngươi cũng mơ tưởng đào thoát. Cái này linh hải nguyên tông gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm này phát ra uy lực đáng sợ, rõ ràng là một thanh linh kiếm. Cái này Nguyên Tông chấp sự một kiếm bổ ra, một đạo kim sắc kiếm quang chảm phá thiên địa thế không thể đỡ, kiếm khí gào thét hư không, linh kiếm này tại Nguyên Tông trong tay, mới hoàn toàn bạo phát uy lực chân chính, kiếm khí trùng thiên vân tiêu. Cầm long chảo, mục phong gầm nhẹ, một chảo linh văn sen lẫn, biến thành một đạo mấy trượng lớn kim sắc long chảo oanh kích mà ra, thế nhưng lại bị một kiếm này chém vỡ. Mục phong sau đó một kiếm bổ ra, mới chặn một kiếm này. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong tiếp được một kiếm này, lần nữa ngưng tụ kiếm văn, trăm kiếm sinh, hóa thành huyết sắc dòng thác kiếm khí xung kích quét sạch hướng về phía cái này Linh Hải Nguyên Tông. Cái này Linh Hải Nguyên Tông sắc mặt đại biến, Mục Phong một thức này công kích kiếm ý mạnh, so vừa rồi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Một kiếm giận bổ dòng thác kiếm khí, đem dòng thác kiếm khí chảm kích hai điểm mà ra, bất quá cuồng bạo kiếm khí vẫn là xung kích tại cái này nhân thân bên trên. Người này miệng phun máu tươi lồng ngực bị xé nước từng đạo miệng máu vết kiếm, bị Mục Phong kích thương đánh lui. Làm sao có thể, Mục Phong vậy mà có thể đánh lui Linh Hải Nguyên Tông. Tuy là Nguyên Tông nhất trọng, bất quá có chút đáng sợ vượt cấp mà chiến thực lực, thật sự là kinh người, Mục Phong tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Mọi người chấn kinh, từng cái nhìn qua huyết diễm lượn lờ quái vật. Mà văn sư điện một phương, sắc mặt có chút khó coi, một Linh Hải Nguyên Tông đều không thể cầm xuống một cái nguyên đan tiểu bối sao. Chúng ta đi chợ hướng chấp sự, có mấy tên nguyên tông chấp sự đạo, một nháy mắt, ba tên linh hải nguyên tông lại giết hướng về phía mục phong, đáng sợ công kích mang theo sát phạt chi lực oanh ra, mục phong bị trong đó một đạo oanh chúng, thổ huyết mà bay, trên thân huyết phải vỡ vụn. Nếu không phải hắn tu la chiến thể quá cường hãn, bình thường nguyên tông đều sẽ bị oanh sát. Bốn tên nguyên tông đồng thời xuống lại hướng về phía mục phong, tại văn sư điện địa bàn, cường giả như mây, bằng vào thực lực của mình, mục phong đã là không có khả năng bằng vào thực lực mình giết ra ngoài. Mục phong, Cát Minh Tuyết nhìn qua một màn này đôi mắt hồng nhuận, trong lòng quặn đau, lại vô năng ra sức. Sư huynh, tiêu tử Ngọc Tê Tâm liệt phế kêu khóc lên tiếng, bị phương ngộ ôm chặt lấy, phòng ngừa nàng xông đi lên làm chuyện ngu xuẩn. Mục phong nửa quỳ mặt đất, cầm kiếm mà lên, đứng thẳng lên sống lưng, toàn thân máu me đầm đìa. Hôm nay viễn phó quý dương, tự mình đi xin lối cầu vi vi tha thứ, nếu như có thể hòa hảo cố nhiên tốt nhất, nếu như không thành, kia tháng 10 cũng đem không có tiếc nuối, đoạn mất tưởng niệm an tâm viết sách, tương lai nhớ tới cũng sẽ không hối hận, chỉ ít ta dụng tâm yêu nàng, đã giữ lại nàng. Hôm nay đoán chừng không có thời gian gõ chữ, ngày mai có thể phát nhiều ít chương thứ 10 nguyệt không dám hứa chắc, mời các huynh đệ tỉ muội thông cảm. Về sau mọi người có người yêu thời điểm, cũng xin nhiều chân quý, nhiều bao dung lẫn nhau đi, đừng dễ dàng buông tha mình một nửa khác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 616, truyền tống thoát đi thúc thủ chịu trói hướng điện chủ cầu xin tha thứ thỉnh tội đây là người cơ hội duy nhất một linh hải nguyên tông cường giả lạnh lùng nói mục phong nhìn qua vây tới bốn tên nguyên tông cười cười to lên thật sự là mỉa mai a à, lúc trước hết lời ngon ngọt để cho ta mục phong gia nhập văn sư điện bây giờ ta lại muốn rơi vào như vậy kết cục thật đáng buồn buồn cười ha 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 mục phong thanh âm bi thương nói không hết thê lương sau đó hắn lại nhìn phía cường giả như mây văn sư điện nhân mã nhìn phía kia mấy đạo cao cao tại thượng điện chủ thanh âm lạnh như băng nói chuyện hôm nay ta mục phong vĩnh để trong lòng nếu có chiều một phong sinh thủy khởi chính là ta huyết tẩy văn sư điện thời điểm thiếu niên tranh tranh thiết cốt lời nói quanh quẩn chân trời một cái nguyên đan cảnh tiểu tử nói ra lời này có vẻ hơi buồn cười bất quá ngữ bên trong kiên định để đang ngồi người cũng vì đó động dung huynh đệ thật xin lỗi ta bất lực phương ngộ dược xuyên nhìn qua máu nghe đầm điềm mục phong trong lòng nhói nhói đôi mắt huyết hồng thế nhưng là bọn hắn, không có một tia biện pháp. Bất quá đáng tiếc, người không có cơ hội, hôm nay, người đi không ra văn sư điện. Lâm phong đại điện chủ cao cao tại thượng, đạm mạc nói. Bắt hắn, tiếng nói rơi, bốn người đồng thời thẳng hướng mục phong. Mục phong trong tay một đạo trận pháp quyển trục phun trào nguyên lực, một vệt kim quang bộc phát bao phủ mục phong, một cỗ không gian chi lực lan tràn ra. Không tốt, hắn muốn sử dụng truyền tống quyển trục chạy trốn. Lâm phong sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra một bước, một cỗ đạo văn điên cuồng quét sạch hướng về phía mục phong không còn kịp rồi hôm nay thống khổ mục phong hắn chiều tất gấp bội hoàn trả mục phong gầm nhẹ một vệt kim quang kiện hàng thân thể của hắn không gian gợn sóng phun trào mục phong biến thành một đạo lưu quang đột nhiên biến mất tại văn sư điện trên không mà lâm phong đạo văn vẻn vẹn chỉ là chậm một bước ghê tởm tiểu tử này tại sao có thể có truyền tống quyển trục lâm phong tức giận hỏi Bốn vị khác điện chủ cũng là sắc mặt khó coi, thiết viêm âm trầm nói là hắn lấy được thi đấu ban thưởng. Truyền tống quyển trục cực kỳ chân quý, là bảo mệnh pháp bảo, mục phong trận sư thi đấu ban thưởng bên trong liền có truyền tống quyển trục. Kia ba động là tứ giai hạ phẩm truyền tống quyển trục, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống phương viên phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người lập tức tìm kiếm cho ta. Lâm phong âm thanh lạnh lùng nói, lập tức từng vị văn sư điện bên trong cường giả từ bốn phương tám hướng bay đi, linh thức càn quét các nơi vậy mà chạy trốn, những người khác gặp Mục Phong sử dụng truyền tống quyển trục chạy trốn, đều là một trận ngạc nhiên, sau đó từng cái lấy lại tinh thần, ánh mắt khác nhau. Mà các thế lực lớn võ đạo các phương giả từng cái tâm tư phun trào. Truyền lệnh xuống, tại phạm vi ngàn dặm bên trong lục soát Mục Phong hạ lạc, nhất định phải tìm tới hắn. Thiên linh tông chủ đối bên cạnh một trưởng lão thấp giọng nói, ánh mắt tinh mang chấp động. Gió, trưởng lão này hiểu ý, lập tức về thiên linh tông chuyển người đi. Tìm tới mục phong, không thể để cho hắn rơi vào thế lực khác trong tay. Mục phân tông chủ, bao quát băng tâm cốc chủ, khương gia, nhâm gia các loại gia chủ đều là người trong gia tộc phụng trộm hạ dạng này một đạo mệnh lệnh. Mục phong trên người có thu vũ bảo tàng, ai đạt được mục phong, ai đạt được bảo tàng. Ở đây người bên trong, chỉ có các minh tuyết, phương mộ tiêu tử ngọc bọn người nhìn qua mục phong truyền tống thoát đi cao hứng nhất. Sư phụ, van cầu ngươi, nhất định phải phái người tìm tới mục phong, đồ nhi cứ như vậy mấy cái huynh đệ, Dược Xuyên đối Dược Vương thấp giọng cầu đạo, yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm hắn, bất quá thế lực khác chỉ sợ cũng có hành động, Mục Phong cuối cùng không nhất định sẽ bị chúng ta Dược Vương điện tìm tới. Dược Vương nhíu mày nói, ánh mắt của hắn nhìn phía vội vàng rời đi thế lực khắp nơi, trong lòng than nhỏ. Một thiếu niên, vậy mà đưa tới toàn bộ Mục Châu thành gió nổi mây phun, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới, nhất đại đạo văn thiên tài, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Có người thở dài cây cao chịu gió lớn mục phong bản thân cứ như vậy ưu tú bây giờ lại người mang trọng bảo chỉ sợ các thế lực lớn ở giữa đều sẽ toàn lực tìm kiếm mục phong a cái này khẳng định sẽ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mục phong đến cùng lai lịch ra sao vậy mà có thể hóa thân đáng sợ như vậy quái vật lấy nguyên đan cảnh giới đối chiến đánh bại linh tông thật sự là không thể tưởng tượng nổi hẳn là hắn là thần bí gì dị tộc hay là yêu tộc loại hình ai biết được dù sao không phải nhân tộc bình thường là nửa yêu cũng khó nói. Đám người dần dần tán đi, mà Mục Phong cái tên này, chú định lại muốn truyền khắp toàn bộ Mục Châu. Mục Châu cái nào đó phương vị thành khu biên giới, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, người này máu me đầm đìa, toàn thân làn da khô quát, tóc trắng xóa giống như cái lão nhân. Mục Phong khí tức suy yếu, xuất hiện ở phương này hư không về sau, phía sau huyết xí điên cuồng chấn động, lại biến thành một đạo huyết quang tầng trời thấp phi hành, cực tốc chạy về phía Mục Châu ngoài thành, triệt để ra mục châu thành khu. Mục phong thể nội, tu la thần ngọc huyết khí không ngừng tràn vào mục phong thể nội, tẩm bổ mục phong thân thể, bất quá mục phong thần sắc mỏi mệt, thiêu đốt tinh huyết một trận chiến, hắn thể lực, nguyên lực cũng đã gần tiêu hao. Thời gian dần trôi qua, không biết bay nhiều xa xôi, mục phong bay vào một mảnh minh mông núi rừng nguyên thủy trên không, thân thể đột nhiên như là gãy cánh đại điểu vẫn lạc hướng về phía phía dưới sơn lâm. Gáy, một tiếng huyết dài, Lăng Vân khí tức cũng là uể oải xuất hiện tại Mục Phong dưới thân, bồi tiếp Mục Phong cùng một chỗ rơi xuống. Mục Phong thiêu đốt tinh huyết một trận chiến, bởi vì thái cổ tương sinh khế nguyên nhân, Lăng Vân cũng tương tự thụ ảnh hưởng. Bành, Lăng Vân thân hình khổng lồ rơi đập ở trong rừng, Mục Phong thân thể rơi đập tại Lăng Vân trên thân, không có nhận cái gì va chạm, Lăng Vân hình thể thu nhỏ, đã hôn mê nằm ở Mục Phong bên người, Mục Phong trợn tròn mắt, đôi mắt bên trong đều là mỏi mệt, đầu u ám, hắn đã không có một tia thể lực lăng vân cảm ơn ngươi chỉ mong lần này chúng ta có thể trốn qua một kiếp mục phong cố gắng dùng hết khí lực huy động cánh tay đem lăng vân ôm ở ngực mình mà tiểu thiên lần trước đại chiến thụ thương vẫn tại đang ngủ say ý thức dần dần mở tối xuống dưới mục phong dần dần nhắm con mắt ầm ầm đột nhiên bên trên bầu trời mây đen phun trào dày đặc phương này sơn lâm rầm rầm một trận mưa to phát tiết mà xuống đậu đánh hạt mưa rơi vào đại địa rơi vào bên trong vùng rừng rậm này. Trong rừng rậm một ít động vật, bốn phía tránh mưa, mà một đạo thân ảnh màu xanh tốc độ nhanh như thiểm điện, ở trong rừng ghé qua. Đạo thân ảnh này, đột nhiên tại cây ở giữa rừng bước, nhìn phía phía dưới nằm bóng người, linh động trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nó nhảy xuống cây ở giữa, trên thân phát ra từng đạo màu xanh vầng sáng, nước mưa không thể đánh ẩm ướt nó thanh lụa ra lông, đi tới mục phong bên người, móng vuốt tham dò mục phong miệng mũi. Còn có khí hơi thở, nó một tiếng khẽ kêu, thân thể bành trướng, dài hơn một thước thân thể thình lình biến thành một trượng lớn nhỏ, uy vũ thần tuấn, ngậm mục phong thân thể biến mất tại mảnh này trong rừng. Con thú này vừa rời đi không lâu, bên trên bầu trời một bóng người phá không mà qua, linh thức quét dò xét, tìm kiếm lấy cái gì, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 617, màu xanh tiểu điêu. Sau 7 ngày, Mục Phong thân thể xếp bằng ở một phương trong thạch động, lẳng lặng tu luyện. Phương này hang đá ở vào một mặt cao trăm trượng trên vách núi, ngang chiều sâu hơn 10 mét, hang đá bên ngoài, có hàn phong gào thét, sen lẫn mau mau tế vũ, vãn thu thời gian, thời tiết lạnh lẽo. Mục Phong bề ngoài cơ hồ đã là khôi phục bình thường, làn da cũng khôi phục co giãn, chính là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Mặc dù có tu la thần ngọc, bất quá tiêu hao tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy tốt bổ sung trở về. Đây là mục phong có tu la huyết mạch thể chất đặc thù, phổ thông nhân tộc dạng này vận dụng tinh huyết cấm thuật chỉ sợ đã chết nhiều lần. Một đạo thanh quang từ ngoài động vách đá bên trong phóng tới, rõ ràng là một đầu toàn thân bộ lông màu xanh, ngoại hình giống như trồn linh thú, một đôi màu xanh biếc đôi mắt như là thủy tinh, thể nội có không kém yêu nguyên lực phun trào. Trong miệng nó ngậm lấy một gốc màu đỏ linh chi, nhét vào mục phong trước mặt, đây là một gốc tam giai linh dược. Mục phong mở mắt, nhìn qua cái này màu xanh tiểu điêu, cười nói tiểu điêu, đa tạ. Màu xanh tiểu điêu không nói gì, cách mục phong có chút khoảng cách bàn thành một đoàn, nhìn qua mục phong. Mục phong cười nhạt một tiếng, bàn tay khẽ hấp, cái này gốc linh chi trực tiếp bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, hoa một đoàn huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt mà ra. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này đem linh chi thiêu đốt luyện hóa, không nhiều là, linh chi trực tiếp tại mục phong trong lòng bàn tay luyện hóa ra chín quả tròn vo đan dược. Mục phong trên tay nguyên lực trực tiếp hóa thành đan văn, đan văn tràn vào đan dược bên trong, gia tăng dược lực, một cỗ kỳ lạ mùi thuốc tản ra. Màu xanh tiểu điêu gặp một màn này, đôi mắt có chút chấn kinh. Cái này chín khỏa đan dược, đều là tam giai thượng phẩm đan dược. Mục Phong bây giờ đạo văn tu vi, tay không luyện chế linh giai đều không có bất cứ vấn đề gì. Mục Phong đem đan dược để vào trong bình, mình nuốt hai viên, những đan dược khác đều cho màu xanh tiểu điêu. Tiểu điêu duỗi ra móng vuốt bắt lấy bình thuốc, dùng miệng ngậm chặt quay người rời đi, quay đầu ngắm nhìn Mục Phong, sau đó biến mất ngoài động ha ha thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa mục phong cười nói bảy ngày trước hắn rơi xuống sơn lâm may mắn mà có cái này nguyên đan cảnh nhị trọng tiểu yêu trồn đem hắn điêu nhập bên trong hang núi này về sau mỗi ngày lại đưa tới một chút chữa thương loại thảo dược mục phong khôi phục nhất định năng lực về sau liền đem đưa tới dược liệu luyện chế thành đan dược đưa cho màu xanh tiểu điêu ai chữa thương bảy ngày mới khôi phục ba giò tinh huyết cái này tu la huyết cấm tổn thương thật sự là quá lớn mục phong khẽ thở dài một cái sau đó tiếp tục hấp thu tu la thần ngọc bên trong huyết khí, bổ sung mình tinh huyết. Tu sĩ, hung thú, yêu tộc thể nội đều có chín giọt bản mệnh tinh huyết, mặc kệ tu vi cường đại cỡ nào, tinh huyết hao hết sạch nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì bại huyết mà chết. Mục Phong tiếp tục khôi phục tinh huyết chữa thương, khôi phục thực lực mình, mà Tiểu Điêu mỗi ngày đều đưa tới một gốc dược liệu để Mục Phong luyện hóa thành đan, mình phục dụng đồng thời cũng sẽ mang đi một bộ phận. Cái này Tiểu Điêu tựa hồ đối với chung quanh sơn lâm rất quen thuộc, đều có thể tìm đến một chút bất phàm thảo dược, ngẫu nhiên cũng sẽ điều đến một gốc linh dược, tiểu yêu này trồn là yêu tộc yêu thú, bất quá tại mục phong trước mặt, lại là chưa từng có hiển hóa hơn người hình, bất quá theo thời gian trôi qua, nó đối mục phong cũng dần dần không có bất luận cái gì cảnh giác, có khi thậm chí sẽ ở trong sơn động qua đêm, ngủ ở mục phong bên cạnh bên cạnh. Mà mục phong chữa thương trong khoảng thời gian này, toàn bộ mục châu thành có thể nói là long trời lở đất, cơ hồ tất cả mục châu thành nhất lưu thế lực đều đang tìm kiếm mục phong, một chút phụ thuộc thế lực lớn thế lực nhỏ nhóm cũng đều đang tìm kiếm mục phong mà mục phong thu hoạch được thu vũ tông sư truyền thừa đại náo phản bội chạy trốn văn sư điện sự tình cũng tại toàn bộ mục châu thành truyền khắp mở mục châu thành là bởi vì mục phong huyên náo xôn xao mục phong cái tên này lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt trở thành rất nhiều người tu luyện dân chúng trà tại sau bữa ăn đàm luận chủ đề thật sự là thế sự vô thường không nghĩ tới nhất đại đạo văn thiên tài vậy mà lại rơi xuống bị toàn thành truy nã tình trạng có người uống trà thở dài nói chỉ đổ thừa hắn giết văn sư điện bên trong thiết phiêm điện chủ nhi tử đi không phải văn sư điện sẽ không dung không được hắn có rõ ràng một chút nội tình giả thuyết nói mục phong thân có thu vũ truyền thừa coi như không bị các thế lực lớn bắt lấy chỉ sợ đời này cũng không dám tại mục châu trong thành xuất hiện a à. yên tĩnh chữa thương mục phong còn không biết bởi vì chính mình tại mục châu trong thành đưa tới bao lớn sóng gió nhâm gia trọng lực trong cốc trọng lực cốc nhâm ra một chỗ tu luyện bí cảnh, cốc này bên trong có to lớn thiên nhiên trọng lực từ trường, nhập trong cốc, như là thân phụ ngàn vạn cân lực áp bách, càng đi thân ở, áp lực càng là cường đại, là nhâm ra hạch tâm đệ tử tu luyện tiểu nhân tuyệt hảo bảo địa. Giống, tiếng thú gào hét giận dữ trong cốc, một đầu hình thể khổng lồ tê giác hung thú điên cuồng xung kích hướng về phía kia dáng người khôi ngô cao lớn thiếu niên. Thiếu niên này một đầu tức phát, sắc mặt cương nghị, nhìn qua vào tới to lớn màu đen tê giác không sợ hãi chút nào chỉ gặp hắn một thân gầm thét chân đạp đại địa hai tay trong nháy mắt thô to một vòng trên thân thình lình có từng đạo khí kình vần quanh tê giác dùng sắc nhọn như đao sừng tê cuồng bảo ám sát hướng về phía thiếu niên thiếu niên thân thể kéo một cái hai tay bộc phát mấy vạn cân lực lược ôm lấy tê giác chi giác cùng sừng tê giác lực cút tất phát thiếu niên gầm nhẹ trong nháy mắt đem cái này tê giác tung bay hung hăng rơi đập ở phía sau anh một tiếng thiếu niên bước ra một bước một quyền oanh sát mà xuống giống Huyền Kình ngưng hóa tám đầu dao long khí kình cuồng phong gào thét đánh vào tê giác trên thân to lớn tê giác bịch một tiếng bạo tạc thành thịt nát một quyền uy lực kinh khủng như vậy thật kinh người lực lượng một cuồng gia hỏa này tiểu nhân lại có đột phá có thể dạng này đem hắc sơn cử tê tung bay một quyền oanh bạo không có tám tượng chi lực chỉ sợ không cách nào làm được a à. trung quanh một chút tu luyện nhâm ra đệ tử chấn kinh nghị luận ừm không tệ một cuồng tiểu gia hỏa này thể tu thiên phú nghị lực hoàn toàn chính xác đều là vượt qua thường nhân. Nhâm gia nào đó tòa nhà huy hoàng trong đại điện, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện, một vị trung niên hắc bào nam tử uống trà cười nói, hắn đối diện là tên hạc phát đồng nhan lão nhân áo xám. Ừm, mới chỉ đạo hắn ba tháng, nhục thể lực lượng liền điên cuồng phát ra hai tượng chi lực, kẻ này thế thu thiên phú hoàn toàn chính xác hiếm thấy, trọng yếu nhất hay là hắn nghị lực kinh người. Lão nhân áo xám cười nói, cũng rất là hài lòng mục phong biểu hiện. Hai người này, một người là nhâm gia đương đại gia chủ, mặc cho tự nhiên. Còn có một người, chính là mục cuồng lão sư, nhâm gia thái thượng trưởng lão, nhâm viễn sơn, nhâm vũ quá gia gia. Mục cuồng người cái tên này, tiến bộ có chút quá kinh khủng a. À. Nhâm vũ đi hướng mục cuồng cười nói, mục cuồng chất phát cười một tiếng, nói ta như lười thiếp, sẽ đổi không kịp bước tiến của hắn. Nhâm vũ nghe vậy thiếu dung dần dần thu liếm, ngưng trọng, hắn tự nhiên biết mục cuồng nói tới ai, nói, nói cho người chuyện, người đừng xúc động, Mục Phong hắn, xảy ra chuyện. Mục Cuồng thu lại mặt cười, nhầm vũ đem mình chỗ nghe liên quan tới Mục Phong phản bội chạy trốn văn sư điện một dãy chuyện nói cho Mục Cuồng. Mục Cuồng sau khi nghe xong, thể nội khí tức thình lình cuồng bạo lên, hai con người huyết hồng, tách ra kinh người sát ý. Văn, sư, điện, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 618 Hai vị huynh đệ Mục cuồng gầm nhẹ Người trong nháy mắt bạo tẩu đời này của hắn trong suy nghĩ có mấy người không thể động dung không được người khác tổn thương cha mẹ mục phong tử dược mục phong đối với hắn mà nói không chỉ là huynh đệ tiến lên cọc tiêu cũng gần như sắp trở thành của hắn tín ngưỡng mục phong tại văn sư điện thụ như thế ủy khuất hắn làm sao không giận bành mục cuồng lượn lờ cuồng bạo khí kinh xông ra trọng lực cốc muốn rời khỏi mục gia đi tìm văn sư điện đòi hỏi cái thuyết pháp mục cuồng người muốn làm gì nhầm vụ biến sắc vội vàng đi ngăn lại mục cuồng. Hắn biết mục cuồng sau khi nghe xong sẽ nổi giận, thế nhưng là không nghĩ tới, mục cuồng cảm xúc sẽ như thế kích động. Tránh ra, ta muốn đi văn sư điện muốn cái thuyết pháp. Mục cuồng gầm nhẹ nói, không cho, thực lực ngươi bây giờ, coi như đi văn sư điện có làm được cái gì, đừng xúc động có được hay không. Nhâm vũ khuyên, ta để ngươi tránh ra, mục cuồng giận dữ hết, trực tiếp một quyền đánh phía nhâm vũ, tám đầu dao long khí kình lăn lộn gào thét, đánh phía nhâm vũ. Nhâm Vũ biến sắc, đồng dạng đấm ra một quyền, lại là tám đầu giao long kình oanh kích mà ra, oanh một tiếng đối bính tại một cuồng khí kình bên trên, cuồn cuộn khí kình đối bính nổi lên một trận cuồng phong, hai người đều thối lui mấy bước. Mục cuồng cùng Nhâm Vũ nhục thể lực lượng đều đạt đến tam giai trung phẩm chiến thể đỉnh phong tình trạng. Bành, Mục cuồng bước chân đạp mạnh, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, tránh đi Nhâm Vũ, vọt ra trọng lực cốc. Mục cuồng, oanh, mà lúc này, một đạo sợ hãi uy áp quét sạch chấn áp mà xuống, trực tiếp đặt ở mục cuồng trên thân. Bành, mục cuồng thân thể như là bị 10 vạn cân áp lực ép xuống, trực tiếp bị chân áp nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Một vị áo xám tóc trắng lão nhân xuất hiện ở trọng lực cốc. Thái thượng trưởng lão, tất cả nhâm gia đệ tử gặp lão nhân kia, trực tiếp một chân quỳ xuống hành lễ. Quá ra ra, nhâm vũ cũng là hạ thấp người hành lễ. Sư tôn, mục cuồng thấy một lần người này, nổi giận cảm xúc thu liếm hai điểm. Người muốn làm gì? Nhâm Viễn Sơn nhìn qua Mục Cuồng từ tốn nói, đi văn sư điện, vì huynh đệ của ta đòi hỏi thuyết pháp. Mục Cuồng thấp giọng nói, để làm gì, người cho rằng, văn sư điện sẽ nghe người chi ngôn sao. Người có tư cách gì để văn sư điện coi trọng, Mục Phong thân có thu vũ truyền thừa, chớ nói ngươi, coi như lão phu ra mặt, cũng vô pháp để văn sư điện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhâm Viễn Sơn nhìn trầm trầm Mục Cuồng, rất trực tiếp nói, ta, Mục Cuồng nghe vậy ngữ khí miệng khô khốc, nổi giận cảm xúc thối lui hai điểm, là tốt, hắn đi thì có ích lợi gì. Có tư cách gì, hắn bất quá là nguyên đan ngũ trọng cảnh giới tiểu tu sĩ, đối văn sư điện tới nói, bất quá là một con run dế. Phó đạo vương giả thân truyền đệ tử, đối với người bình thường mà nói, mục cuồng có cái kinh người bối cảnh, thế nhưng là đối văn sư điện tới nói, bọn hắn ngay cả toàn bộ nhâm ra còn không sợ, như thế nào lại sợ hắn cái này khu khu võ đạo vương giả thân truyền đệ tử đâu. Mục phong bây giờ sống chết không rõ, người có thể làm, chỉ có an tâm tu luyện, thế giới này, chỉ có cường giả mới có quyền nói chuyện, người nếu có để văn sư điện run rẩy lực lượng, muốn bảo vệ ai, bất quá chuyện một câu nói, điểm ấy dễ hiểu đạo lý, người vẫn chưa rõ sao. Nhâm Viễn Sơn nhìn qua mục cuồng đạm mạc nói, ta, đệ tử sai, mục cuồng ngữ khi yếu đi xuống dưới, Nhâm Viễn Sơn lúc này mới thu hồi khí thế, mục cuồng từ dưới đất đứng dậy, thi lễ một cái, sau đó hướng Nhâm Vũ một giọng nói thật xin lỗi. Mục cuồng nhìn lên bầu trời, lạnh như băng nói, một ngày nào đó, ta sẽ dùng lực lượng của ta đánh nát thiên địa này, để cho ta bên người người, không người dám lấn. Khôi ngô thiếu niên nói xong, thân hình hướng trọng lực cốc chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Chu võ Tám Châu, ở xa Thanh Châu bên trong lòng đất. Thanh Châu trong thành, có một tòa cao tới ngàn trượng cự sơn tọa lạc tại Thanh Châu trong thành, cự sơn thế núi dốc đứng, như là một thanh lợi kiếm nhất, có mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có người đạp kiếm ngự không mà đi, tựa như thần tiên hoàn cảnh. Cự sơn phía trên, có một cái cường đại thanh châu tông môn, bái kiếm tông. Bái kiếm tông, chu vũ vương triều nổi danh cường đại kiếm tông, cũng là thanh châu thành hai đại kiếm tông một trong. Bái kiếm tông, có một mặt cao tới trăm trượng vách đá, mặt vách đá này trước mặt, có thật nhiều vết kiếm khắc văn, ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm ý, ẩn chứa rất nhiều kiếm đạo thần thông. Ngộ kiếm sườn núi, bái kiếm tông lịch đại tiền bối ở chỗ này lưu lại kiếm ý, cùng một chút kiếm đạo thần thông nguyên kỹ, để hậu bối lĩnh mộ tu luyện. Cái này ngộ kiếm sườn núi trước có vài chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ vách núi này chúng kiếm ý, kiếm kỹ. Cái này ngộ kiếm sườn núi cũng không phải ai cũng có thể tới, chỉ có bái kiếm tông hạch tâm đệ tử mới có tư cách tới đây quan sát học tập. Một tuấn tú thiếu niên ngồi xếp bằng, hắn một thân bạch bào, mi thanh mục tú, lông mày tu bổ như là kiếm nhất sắc bén. Hắn đầu gối trước đặt vào một thanh cổ kiếm, trên thân từng sợi kiếm ý cùng kiếm khí phát ra, mà cô kiếm ý này càng ngày càng cường thịnh. Đột nhiên, thiếu niên hai con người đột nhiên mở ra, trong con người phóng xuất ra hai đạo sắc bén kiếm khí, một cỗ kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, liên tục tăng lên. Nhập cảnh tiểu thành, phá, kiếm ý sắc bén gào thét, trên người hắn kiếm ý, thình lình đã tăng tới cảnh giới đại thành. Đột phá, người chung quanh đều là một trận xôn xao chấn kinh nhìn qua thân ảnh này. Thật mạnh kiếm đạo thiên phú, bạch sư đệ nhập môn bao nhiêu nguyệt, tu vi liên tục tăng lên mau đuổi theo chúng ta không nói, kiếm ý này vậy mà đã đột phá đại thành, gặp phải ta chờ. Một hạch tâm đệ tử sợ hãi thán phục nói, tán thưởng thiếu niên này thiên phú kinh người. Bạch sư đệ thế nhưng là hiếm thấy linh thể, tu luyện tiến triển cực nhanh, nhớ kỹ nhập tông thời điểm, tông chủ thế nhưng là tự mình thu hắn làm đồ chỉ đạo tu luyện, cái này tiến bộ nhanh, cũng là bình thường. Cái khác nhân đạo, nhìn phía bạch tử dược đôi mắt bên trong, đều có một tia hâm mộ. Nơi xa, có khác một đồng dạng người mặc thanh niên áo trắng nhìn qua bạch tử dược khẽ nhíu mày, cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn gọi ngạo đông, vốn là bái kiếm tông thế hệ trẻ tuổi trung kiệt ra đệ tử thiên tài, tiềm long bảng nổi danh, tương lai có thể sẽ trở thành tông chủ người thừa kế tuyển một trong. Bất quá cái này Bạch Tử Dược xuất hiện lại là để ngạo đông cảm thấy nguy cơ. Bạch Tử Dược thu liếm kiếm ý, nhìn lên bầu trời, lúc đầu lãnh tuấn khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng ý cười. Phong ca, tiểu cuồng, ta lại đột phá, hai người các ngươi trôi qua còn tốt chứ. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong lộ ra một sợi tưởng niệm, thật sự là hoài niệm cùng Mục Phong, Mục Cuồng, cùng một chỗ tu hành thời gian A. Bạch Sư Đệ, người chi thiên phú, chỉ sợ lần tiếp theo tiềm long bảng mở ra ngươi cũng có thể đi tham gia đi, khi đó, toàn bộ tám châu thanh niên thiên tài hội tụ. Một hạch tâm đệ tử cười nói, tiềm long bảng, toàn bộ chu vũ vương triều thiên tài đều sẽ đi sao? Bạch Tử Dược hỏi, kia là đương nhiên, ai không muốn trên tiềm long bảng một tiếng hót lên làm kinh người, bị vạn người kính ngưỡng danh chấn chu võ, mà lại tiềm long bảng mở ra, còn có thể cùng các phương thiên tài đọ sức tăng lên mình người này cười nói bạch tử dược trong mắt tinh quang lưu chuyển tiềm long bảng phong ca tiểu cuồng các ngươi hẳn là cũng sẽ đi a à. bạch tử dược ám đạo sau đó nói âm thanh cáo từ trường kiếm ra khỏi vỏ chân đạp phi kiếm chi thuật bay khỏi ngộ kiếm sườn núi hắn muốn càng thêm cố gắng tu luyện đi tham gia tiềm long bảng cùng mình huynh đệ đoàn tụ đêm qua thức đêm viết ba chương ta cùng nàng cuối cùng vẫn là bỏ qua viễn phó mấy trăm cây số đi tìm nàng mua nàng yêu nhất đầy trời tinh, đáng tiếc nàng ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không cho ta, ta gọi bất tỉnh một cái vờ ngủ người, cũng sắn không trở về một cái không yêu ta người, chúc nàng về sau có thể tìm tới Sao ta yêu nàng, mà nàng cũng yêu người đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 619, Mục Phong Ca Ca, đảo mắt, hơn 20 ngày quá khứ, mênh mông rừng rậm, một mặt vách đá trong thạch động. Một thiếu niên ngồi xếp bằng, từng sợi thiên địa linh khí tràn vào hắn thân thể. Đột nhiên, thiếu niên mở mắt ra, một sợi nguyên quang từ trong mắt phóng thích mà ra. Rốt cục khôi phục, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, hao tổn tinh huyết, rốt cục khôi phục hoàn thành. Mục Phong đứng người lên, hoạt động hạ gân cốt, người người trên thân, hơn 20 ngày không có tắm rửa, trên thân đều có cỗ mùi vị khác thường. Mục Phong cười khổ, một hồi phải đi tắm rửa, hắn nhìn về phía ngoài động, đi ra ngoài, có một tia nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới hôm nay tiểu yêu trồn còn không có tới. Tiểu gia hỏa này, thường ngày vừa sáng sớm liền sẽ tới, hôm nay làm sao còn không có đến. Mục phong lộ ra một tia nghi hoặc, trước kia tiểu yêu trồn vừa sáng sớm liền sẽ đem thuốc đưa tới, hôm nay lấy là giữa trưa, tiểu yêu trồn còn không có tới. Mục phong ra thạch động này, đứng lơ lửng trên không, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Mục phong bàn tay đập vào đại địa, nguyên lực tràn vào bên trong lòng đất, xâm nhập đại địa trăm mét, cảm giác phía dưới nước ngầm hướng chảy, dễ tìm nhánh sông tắm rửa, sau đó phân biệt một cái phương hướng, mục phong thân thể phá không mà đi. Minh mông trong cổ lâm, hung thú đông đảo, trong đó không thiếu một chút thành yêu yêu thú. Một đầu rộng trăm mét sông lớn trong rừng rậm chảy vào qua, lan tràn mấy trăm dặm, hướng chảy phương xa rừng rậm. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ, tại một chỗ trên mặt sông quanh quẩn, hai đầu dị thú, ngay tại phát sinh một trận kịch liệt đối bính. Trên mặt sông, có một gốc nở rộ màu đỏ khắc hoa, phát ra trận trận mùi thuốc, đây là một gốc tứ giai hạ phẩm nước huyết lan linh dược. Mà nơi xa, một đầu toàn thân bộ lông màu xanh, hình thể giống như trồn tráng như mãnh hổ, phát ra màu xanh yêu quang yêu thú đối diện một đầu bao trùm lớp phải màu xanh lam, tương tự cá sấu yêu thú đối bính. Ta nói những ngày gần đây, của ta trên bàn linh dược thảo dược thưa thất rất nhiều, nguyên lai là người đầu này tiểu tạc trộm ta linh dược. Một kích đối bính về sau, kia cá sấu yêu thú biến thành một người mặc áo lam, bề ngoài xấu xí, cái mũi vẫn là cá sấu mũi khôi ngô đại hán băng lãnh nói, sau lưng hắn còn có một đầu cá xấu đuôi hừ những linh dược này thảo dược ai nói sẽ là của ngươi cũng không phải ngươi loại màu xanh dị thú miệng nói tiếng người giòn tan nói còn dám rảo biện những này là của ta trên bàn dĩ nhiên chính là ta ngươi đã dám trộm ta linh dược vậy chỉ dùng huyết nhục của ngươi cùng yêu đan hoàn lại cá xấu yêu tu băng lãnh nói thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh cuồn cuộn màu lam yêu nguyên lực phun trào hướng thanh trồn dị thú đánh tới một trường hướng nó chụp giết mà xuống biến thành một đạo to lớn cá sấu móng vuốt, ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực. Cái này cá sấu yêu tu cũng là nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực rất mạnh. Thanh trồn gào thét, phun ra một đạo nguyên lực màu xanh oanh ra, biến thành một đạo màu xanh yêu giao bổ hướng về phía một chảo này, phong linh khí đều trở nên lăng lệ. Oanh, bất quá một chảo này trực tiếp đánh nát thanh trồn công kích, tiếp tục oanh sát hướng về phía thanh trồn, thanh trồn bên ngoài thân thanh sắc quang mang chấp động, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng vô cùng né tránh ra một kích này, chạy thẳng hướng cá sấu yêu tu, một móng vuốt vung ra, chảo phong hóa thành như đao tử sắc bén xé rách hướng về phía cá sấu yêu tu. Cá sấu yêu tu cười lạnh, chảo phong xé đến, đánh vào trên người hắn lân giáp phòng ngự bên trên, không tổn thương được nó, sau đó lại cuồng bạo đánh về phía màu xanh khác trồn. Cái này màu xanh khác trồn tu vi không mạnh, chỉ có nguyên đan nhị trọng, ngạnh bính căn bản cũng không phải là cái này cá sấu yêu tu đối thủ, thậm chí đều không thể tổn thương đến đối phương bất quá tốc độ của nó kinh người, liền xem như cá sấu yêu tu tu vi cao hơn nó ba thiên vị, tốc độ cũng không sánh bằng nó. Hai tên yêu tộc không ngừng đối bính, màu xanh khác trồn suy nghĩ nhiều lần trộm kia nước huyết lan hoa chạy trốn, thế nhưng là đều bị cái này yêu tu thủ hộ đến xiết sao. Cá sấu yêu tu cũng là tức giận, cái này màu xanh khác trồn như là một con muỗi, mặc dù không gây thương tổn được hắn, bất quá cũng như thế một con muỗi, hắn đánh không chúng. Oanh, yêu tu đại hán gầm thét, một trưởng vỗ ra, trưởng kinh oanh kích chúng màu xanh khác trồn, đánh bay hướng về mặt sông. Ha ha, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Yêu tu đại hán cuồng tiếu, đạp mạnh mặt sông, lập tức nước sông hỗn hợp nguyên lực biến thành từng đầu thủy mãng oanh kích chúng màu xanh khác trồn. Màu xanh khác trồn kêu thảm, miệng phun máu tươi, biến thành một người mặc áo xanh nữ đồng bay thấp hướng trong sông. Ta muốn ăn ngươi, yêu tu đại hán nhe răng cười, biến thành một đầu dài hơn 10 thước màu lam cự ngạc mở ra huyết bồn đại khẩu cắn thẳng hướng tiểu yêu trồn muốn chết, bất quá lúc này trong hư không chấn động lôi minh vang động truyền đến một lượn lờ lôi đỉnh thiếu niên phá không mà tới một quyền cuồng bạo oanh sát hướng về phía cái này cự ngạc quyền kình phá không không gian chấn động một cỗ sợ hãi lực lượng quét sạch hướng về phía cự ngạc xung kích thân bành cự ngạc bị một quyền oanh trúng thân hình khổng lồ đánh tới hướng bờ sông hung hăng nện ở bờ sông phía trên miệng phun máu tươi kinh sợ nhìn phía mục phong tiểu thiên lăng vân giao cho các ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, bay về phía tiểu yêu trồn, đem yêu hóa tiểu yêu trồn ôm lấy. Tiểu thiên cùng lăng vân, một dao một điêu cuồng bạo anh sát hướng về phía cái này cự ngạc, hai thú tu vi đều không kém cự ngạc, lăng vân càng là đạt tới nguyên đan lục trọng chi cảnh. Cự ngạc gầm thét nghênh chiến, thẳng hướng hai thú, mục phong nhìn qua trong ngực hôn mê nữ đồng, lộ ra một tia chiều mến, nữ đồng này khuôn mặt tinh điêu tế chác, làn da trắng nõn, đáng yêu vô cùng. Để vào một khỏa linh đan tại nữ đồng trong ngực, một cỗ nguyên lực tràn vào nữ đồng thể nội, không bao lâu, nữ đồng ho ra ngụm máu tươi mơ màng tỉnh lại. Tiểu Điêu, không có sao chứ? Mục Phong ôn nhu hỏi. Mục Phong ca ca, nữ đồng nhẹ nhàng nghỉ non một tiếng, sắc mặt còn có chút tiểu tùy. Nhà đầu ngốc, nguyên lai like những linh dược kia, đều là ngươi trộm người ta. Mục Phong ôm Tiểu Điêu, trong lòng tất cả đều là cảm động. Mà đổi thành một bên, kia cự ngạc đã là bị Tiểu Thiên cùng Lăng Vân ngược đánh thành chó, máu me đầm đìa dám khi dễ ta tiểu điêu muội muội lão tiểu tử ngươi xong hóa yêu tiểu mập mạp tiểu thiên gầm thét một quyền đánh vào cự ngạc trên thân thể đánh cho cự ngạc thổ huyết nhập vào đại địa miệng phun máu tươi không còn có khí lực bò dậy hư biết sai lầm rồi sao tiểu thiên đứng ở cự ngạc trưởng ngoài miệng bá đạo hỏi hai vị gia đừng đánh nữa tiểu yêu biết sai cự ngạc thấp giọng kêu rên hắn lực phòng ngựa kinh người cũng không chịu nổi cái này tiểu mập mạp như thế đánh biết sai còn không mau đi đem người địa bàn bên trên linh dược cái gì đều cống hiến tới. Tiểu thiên một cước đá vào cự ngạc trên mũi, đau đến cự ngạc chảy nước mắt, hóa thành nhân hình, nhanh chóng chạy trốn rời đi. Mục phong khoanh chân ngồi tại bờ sông, cho tiểu điêu chữa thương, kia yêu tu đại hán quả nhiên thật đúng là đem mình địa bàn bên trên linh dược cung kính ngắt lấy đến đây, sau đó mới thận trọng rời đi, bất quá rời đi thời điểm trong mắt còn có oán hận, việc này hắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Tiểu điêu thương thế khôi phục được không sai biệt lắm về sau, lúc này mới thoát áo bảo nhảy xuống sông, thống thống khoái khoái tắm rửa, tiểu nha đầu che mắt, mắc cỡ đỏ mặt, ngoài miệng không ngừng mắng lấy mục phong ca ca là lưu manh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.